Vâng, xin chào tất cả anh chị em đang xem live stream nhé mọi người nha. Vâng, em xin chào tất cả mọi người. Em giới thiệu Đồng Thiệp cùng chị Hoàng Dung sẽ giới thiệu tất cả những xe của bên xe máy Hoàng Kiên ạ. Vâng. Có những sản phẩm mới về, phải nói anh em đây, mới thì phải là Future. Hàng chủ vẫn đang trong nhà tìm SH, nhưng do là cần để bán mua ngay để em làm việc giá luôn. Rồi. Một chiếc 204 máy zin sơn zin các anh em nhá, gioăng xanh biển Hà Nội. Xin nhang vàng, xin nhang trắng. Đúng rồi. Đấy. Rất là đẹp, rất là vừa tầm tiền thôi. Rồi. Vừa mới mua xong, hơn 17 một chút là anh em có thể đón nhận nó em nó rồi. Và một chiếc SH màu xi măng màu biển xi măng. 98, một trong những màu hot nhất và cũng là phải nói là đắt nhất rồi. 150 ABS các anh nhá. Đấy, giá những cái giá mới rồi, hơn 8 một chút anh em là có thể cầu, nhất là những anh em Bắc Giang. Vâng. Đúng. Âm thanh ánh sáng mọi người thấy đã ok chưa mọi người ơi? Vâng. Đây, hôm qua anh em hỏi. Xanh sao anh em nhá? 84. Đấy, hàng là có cái màu này zin này, anh nghệ sĩ tóc dài đến bán giới thiệu là cái màu này từ những 1984 này anh em nào. Vâng, em chào anh Tuấn Hoàng, chào tất cả mọi người nhá. Sở thích có thể xem với em nhá. Đấy. Vâng, một chiếc zin tím. Dream, tím lịm luôn. Dream Thái giật màu tím. Mà lại đúng đăng ký tím đấy anh em. Không phải là giật tím mà là không đăng ký tím đâu. Rồi, một chiếc 81 nha anh em nhá. Hàng là máy zin nhưng đầu bò là quá nó zin nhưng mà bên em có gọi là đấy, sai sách trong một ly là đi hàng dặm luôn. Tẩy rửa lại nó mất phấn, mất mốc nên là nó cũng bị lạc giá mất một thời gian. Bây giờ em sẽ hạ giá xuống để anh em có nhu cầu vào trước đấy. Rồi, một chiếc Dream Việt Nam 2009, hàng cơ còn, đầu chạm, đầu dài, em vẫn nhớ biển 26 mà. Phân khúc giá dưới 20 là anh em sử dụng một chiếc zin Việt Nam cũng hợp lý ạ. Rồi. Một chiếc mới về, 2013 một chiếc xe lít màu xanh vàng kem lòng đời cuối 13 rồi, bản máy 125, hàng máy zin, giá anh em vừa mới mua sáng nay 15 triệu rất hợp lý, tí em cộng ok cho anh em chơi. Đấy. Một chiếc xe LX Vespa đời cao, máy ai nhá. Bên cạnh là máy 3V, đấy tí này em sẽ cũng sẽ có một cái so sánh nhẹ giữa máy ai 3V và máy ai kết cho anh. Vario. Hôm qua like rồi, đấy anh ấy xem like hay quá anh đến lấy. Nhưng mà lấy về nhà thì chị lại không ưng. Đấy đang đổi SH trong nhà thì thôi không ưng thì em lại đọc lại giá để thì anh em mình cùng xem. Đúng rồi, hôm qua em báo là 465. Anh em nào đã xem rồi buổi like. Anh em vợ đúng không? Vợ không, vẫn quan trọng là nóc nhà quyết định. Rồi. Rất thích Vario, xem like sướng quá đến xem. Vision màu đen sần anh em nhá, một chiếc giới đích bên trong và rất nhiều. Đúng rồi, đúng rồi ạ. Đấy anh em mới vào cho em xin một nút chia sẻ để em giới thiệu những cái dòng xe bên em cho anh tất cả anh rồi, chị em. Rồi, em dắt SH anh lên chiếc Future trước. Là một chiếc Future 1 rất hợp lý. Đây em quay cháu một chiếc Future đấy 2004 ạ. Giới thiệu anh em là 2 cuối tháng 3 tháng 12 2003 và chủ đã đăng ký lại, chính chủ luôn nha anh em nhá. Hàng máy zin, nhấn mạnh anh em thế, vành nan rất là đẹp và sáng. Chưa rửa nên là nó cũng sẽ có những cái anh em cần phải nhìn gọi là qua lớp bụi. Đấy anh em nhìn góc chụp đây. Xanh nhá. Đấy, ốc sau còn một phần. Đây anh em nhìn ốc trục. Rồi em lau qua để anh em nhìn đấy. Đây anh em nhìn kỹ cái vị trí ốc trục này cho em, đúng không ạ? Cùng với cái dàn chân nan này, anh em nhìn cái chân nan này. Nó vẫn còn vàng vàng ngơ ngơm này. Đấy, lau xong nó mới đẹp được anh em nhá. Vành gâu xi xịn rồi. Đây. Tóm lại là em này phải dọn anh em ạ. Đúng rồi, phải dọn lên các anh ạ. Vành gâu xi nhá. Sáng em kiểm tra nhưng nó bụi quá chả. Đây đúng rồi. Đây anh em nhìn này. Rồi đấy, lau nhìn đây thấy sướng. Bên kết nối nó hơi chậm một tí đúng không ạ? Bên này. Rồi hơi phủ lớp bụi mờ bên ngoài nhưng khi anh em ạ lấy okay, vợ nhiều khi là phải vén bức màn lên thì mới nhìn được bên trong nó là độ sộ xuất sắc đúng không ạ. cái máy đấy, cực kỳ xuất sắc luôn, máy zin gioăng xanh anh em nhìn thấy đẹp không. Anh em bên bếp màu xanh chờ em một xíu nhá, tại vì là hiện tại nó đang bị quay rồi đúng không ạ. Anh em ở trên xem được không ạ? Được rồi yeah. Rồi, tại đang trên này thì vẫn bình thường. Anh Ly đẹp đấy, đúng rồi đẹp anh ạ. Bên bếp đỏ cơ. Đây anh em ơi, zin này, anh em nhìn này. Đúng rồi, tem đấy nhá. Tem là tem zin luôn, anh em nhìn này. Vỡ tí nhưng nó là thật. Đây, em lúc đấy là em lau hai bên này và bên kia em lau rồi. Bên này thì nó cũng được. Rồi, bên kia okay. Mới đẹp. Đây, bên đỏ hình tiếng ok. Rồi anh em nhìn này. Đấy. Xuân Hải, đấy, ok đấy. Anh. Rửa lên thì nó mới đẹp được các anh ạ. Đấy, phải rửa lên. Vành sau cũng là vành oxy. Biển 29D203991. Đây, cái ốc trục này này, em mua là anh em nhìn này, đúng là để nhấn mạnh chốt vào tiền chốt là đúng cái mực sơn này. Mua vì tí mực sơn. Đấy chính xác luôn. Nhược điểm đây anh em nhìn này, một tai này đấy, biết trời xước thì từ những năm 2004 sơn zin mà không tránh được anh nhá. Da máy vẫn còn, tem vẫn còn đúng không ạ? Nhựa vẫn còn. Chiếc này thì về nhựa là tương đối thôi. Ok, anh nó không còn mỡ, không được mọng căng. Vâng. Tay nắm nhựa vẫn còn. Chạy hơn 20 năm 7 vạn mấy thì thôi cũng đúng, không sao đúng không anh em? Đấy đổ sần này vì nó là thực tế. Nó là sơn zin. Nó là máy zin. Nó là chính chủ vừa mới bán xong. Rồi, một chiếc Future nha anh em nhá, vẫn còn sơn zin. Sơn tem các thứ. Anh Nguyễn Xuân Hải ok rồi. Vâng ạ, cảm ơn các anh em nhá. Bên bếp đỏ chắc là ok đấy.
Máy đây, anh em nghe máy nhá. Okay rồi, tăng mạnh lên. Anh em nghe tiếng này. Rồi. Tăng chất nhá. Đấy. Cũng không phải là lúc nào cũng có hàng cứng cứng mà mộc mộc mà thật xe. Đấy, vừa mới mua trực tiếp của các anh em đến giao lưu SH. Thôi thì cũng là đồ đáng anh ấy để kỷ niệm cho là 14.8 cộng cho anh em mình 3 triệu. Đấy anh em nào có nhu cầu thì thật sự là vào việc một chiếc Future 1, hàng máy zin, sơn zin anh em nhá. Đấy. Trao đổi với tất cả các anh em trên live. Đây anh chị cũng ngại like nhá, đang mua trong xe trong nhà. Trực tiếp luôn. 14.800 cộng 3 anh em nhá. 10 không sao, anh ấy cũng đồng ý mà. Vì nó là đưa đò nên anh cũng trao đổi, nó là sự hợp tác giữa hai bên vì anh ấy sẽ mua SH bên em. Nên là cũng xin luôn cái giá. Đỗ Đăng Hoan xem live suốt. Là anh không biết anh đang ở bếp nào, anh đang ở bếp màu xanh anh ơi. Rồi. Chúc mừng kia bạn, cảm ơn anh. Hợp lý không anh ơi? Đấy. Tôi anh đi. Em còn cần tả chi tiết gì em sẽ lên. Độc cái đầu gò là rất là đẹp đúng không ạ? Rồi. Nhũ là ok, nhựa là hơi đuối một tí so với cái phân khúc gần 18 triệu. Thực ra nó nếu mà là nó đẹp cả nhựa thì xe này em nghĩ là nó ở cửa phải 2 lẻ. Nếu nhựa mà đẹp đây anh em, nó có những cái vết kem vỡ, anh không dán ni lông. Đấy. Nó là zin, nhựa zin. Đúng không? 17.800. 17.800 thôi. Anh em nào đúng nhu cầu tầm ngắm có thể vào giúp em. Có photo nhá, có photo chứng minh thư chủ xe. Nên cái việc rút hồ sơ hay là sang tên các anh em ở trong Sài Gòn có thể yên tâm tự tin đi ạ. Rồi để em kiểm tra xem nào. Vâng. Quan trọng cái chất lượng xe anh ạ, máy zin. Đúng rồi. Máy zin, sơn zin. Em lấy con SH đi, lấy con SH. Anh Phi Hùng Phan. Không sao anh ạ, tại vì thực ra là anh chủ anh đi anh giữ gìn cẩn thận và nó chất, nó căng anh nhá. Cùng là những cây công tơ mét, nhưng có những anh đi ít nhưng mà đi kiểu phá thì nó sẽ hại đấy, nhưng mà đi nó chất nó giữ thì này có cái đẹp nhất định đấy, nó đẹp nó mộc, nên là để cho anh em mình nó là những cái giá cũng hợp lý thôi, 17.8 thôi. Rất nhiều anh em cũng đúng tầm ngắm là sẽ vào giúp em nhá. Rồi một chiếc SH nha anh em nhá, 150 150 phanh ABS màu xi măng đấy, đang là bản hot hit hơn chính xác cây anh em ạ. Nó còn đắt hơn cả Enson nhá. Em nhấn mạnh để mà nói truyền thống thì vẫn là Enson, nhưng mà độ hot, độ hit, độ đắt thì ABS 150 màu xi măng sẽ đắt hơn Enson cùng màu cùng phân khúc. Màu này là màu thể thao anh đúng em rồi. Màu rất nhiều được giới trẻ đam mê và săn tìm. Chiếc này của em có chăng nó cũng chỉ là nhược điểm đến từ tỉnh Bắc Giang. Đấy anh em cứ hay bảo em like có ưu nhược điểm báo luôn thì em báo luôn, nhược điểm là biển tỉnh. Nhưng bù lại thì vì nó là tỉnh nên giá nó sẽ rẻ hơn các anh ạ. Cùng là Hà Nội với những anh em mua mới nhá, 160, 120 triệu, 150 không sản xuất, có rẻ hơn cũng chỉ 5-7 triệu thôi, đúng không ạ? Vậy là cũng phải trên 101. Bây giờ anh em mua tỉnh trước này em bán có 83.500. 83.500, anh em sẽ thấy nó một sự tụt giá khủng khiếp đúng không ạ? Anh nào mà mua mới trước này ở Bắc Giang vừa mua có thể biết giá. Bây giờ còn có 835, có nghĩa là các anh em sẽ rơi từ 2 đến 30 triệu rồi. Lúc này không vào thì lúc nào vào đúng không các anh? Khóa đây, vẫn còn một chiếc chưa bóc ni lông. Đấy. Em treo ra ngoài cho nó khô nhá. Đấy. Hàng là 150 ABS. Bây giờ dừng sản xuất các anh nhá. Nên là cái giá của 160 nó ở mức cao 120 cơ. Thì các anh em có thể cân đối lựa chọn sang mẫu 150 cũ lướt cho nó rẻ. Chạy thì nói thật với các anh em dòng này còn nguyên lốp hết. Xe sản xuất 2022 rồi. Giá là 83.500 cho một chiếc biển 98. Biển 98 anh em nó K129836 bản xi măng vâng và thể thao. Rất là nhiều anh chị em thích cái màu này mọi người nhá. Rất là nhiều người thích màu này, nó là 150. Nó tiếc cái là tiếc hoàn biển tỉnh thôi. Nhưng không sao, biển tỉnh nó mới rẻ đúng không ạ? Anh BMHBDH, em không đọc dịch được ạ, chữ cái. Win024 giá sao? Em còn một chiếc biển 36 giá 265 anh nhá. Tức là anh đang hỏi Win V3. Win V3 thì thường là 2023 thôi, chứ còn 24 thì mới quá được có mấy ngày anh thì khả năng Đức cũng Khải có. Đang hỏi là AB2023 biển tỉnh bao nhiêu ạ? Em có biển Hà Nội anh nhá, hôm qua em like đấy ạ. Tháng 9 2023 hơn 1.000 cây, em like là 42 triệu. Biển tỉnh anh sẽ phải lấy ở mức phân giá anh tầm Hoàng khoảng Thạch 35 37 anh nhá, lùi 5 triệu. 36 37. Fuel cộng 2 thôi. Anh ấy đổi SH bắt buộc bọn em phải cộng thế vì SH em đã bán ra lỗ rồi. Các anh em thông cảm vì anh ấy đứng đây em cũng phải nói thẳng luôn giá mua giá cộng. Anh ấy thông cảm. 8290. Nếu em mua thẳng em có thể cộng được giá đấy, nhưng do đổi xe nên chỉ giá xe phải bán lỗ. 8290 à? 8290 mình còn con nào không nhỉ? Chết là lại mưa rồi. Quá. Không sao, mưa cho nó mát một chút nhá. Xe Dream lùn, xe Dream lùn em không còn anh Hải Minh Hà. Một chiếc Dream Việt Nam anh em nhá. Một chiếc Dream Việt Nam, biển con này biển 26 đúng không? Đúng rồi. 2009 2010. 19.500 nhá. Cũng đã từng buổi like nhiều rồi. 2009 09 đúng rồi. Đầu máy 13 sang 2010 rồi các anh nhá. 2010. Chạm đầu cơ còn
nan đồ là nó cũng còn, nhưng mà đây nó sẽ nhược điểm vào cái những cái chân này anh em, bắt đầu nó sẽ đi từ cái chân, tức là xe này nó đã đến chân rồi, gọi là ăn mòn đấy, ăn mòn chân, sau đến vành thủng, sau đến nan thâm thì nó sẽ xuống cấp dần, nhưng mà bây giờ nó đang bước một là chân nan đuối, còn lại là vẫn là còn zin đúng không ạ, trục giật đây vẫn còn đấy. Đầu gò là khô ráo anh em nhé, khô ráo nhưng chạm rồi, 19 năm cho một chiếc 2010. Đời 2010 thì nó cũng được nhiều anh em chọn là được đời zin đời cao rồi. Lườn vẫn còn này, các cái tán này vẫn còn này, tán tròn tròn tròn. Đấy anh em nhé, đình tán vẫn còn rất đẹp, hộp xích này vẫn zin này, trục giật còn này. Okay, nan vành sau vẫn còn hết. Kiểm tra xem là cũng sẽ là sự xuống cấp hai chân nan như nhau, nhưng nó là zin nguyên bản. 26K8 1410. Đấy. Để cho anh em mình là 19 triệu 500 thôi. Đấy. Nhược điểm là biển tỉnh, đầu dài chạm đầu. Nhưng mà ưu điểm thì nó là một cái phân khúc dưới 20 triệu rất phù hợp cho nhiều khách hàng cần những chiếc Dream Việt Nam thay một chiếc Way chạy đi ăn đi làm, hoặc là thực ra là các bác lớn tuổi đi gym bao giờ nó cũng có độ xa, độ gọi là chững chạc và hơn hẳn những cái dòng Way hoặc những dòng xe số thông dụng bằng tiền đúng không ạ? Rồi, nắp bình xăng đây ạ. Em chỉ còn 8270 thôi anh Lập Nguyễn ơi. Rồi, zin nhá. Đấy, về cơ bản là lườn lóc khung sườn cộng với nhựa nhũ là tương đối đúng không ạ? Đây, anh em nào có nhu cầu có thể tiếp cận với xe một cách dễ nhất. 19 triệu 500 thôi. Vâng, 19 triệu 500 đấy, 2009, 2010 anh em nhé. Biển 26, biển Sơn La, một chiếc Dream Việt Nam. Đây là tiếp tục một chiếc Cúp. Rút hồ sơ bao lâu shop nhỉ, anh Phạm Khánh? Khả năng cao là sẽ phải ra Tết các anh nhá. Còn chiếc Cúp Tôm nào không? Anh Vinh Quang Lê, em hết Cúp Tôm ạ. Vâng, Đỗ Anh Tuấn, em chào anh nhá. Chào tất cả các anh em, hơn 100 anh em bên bếp đỏ và hơn 200 anh em bên bếp xanh. Âm thanh ánh sáng hợp lý là em đã rất là mừng ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Hiền á, đã chia sẻ cho bọn em. Vâng. Rút hồ sơ các anh xác định là bây giờ ra Tết làm dao động tầm khoảng 40 ngày, 40 ngày là thời gian mà bọn em hay ấn định với khách nhất. Tầm khoảng 40 ngày đến 60 ngày. Đúng rồi. Anh em cứ xác định cho em là như vậy. Tại vì nó hay bị trừ những ngày nghỉ lễ Tết. Nhiều anh hay nói vui là bảo lâu hơn ô tô, nhưng cũng có thể là có một cái sự nhất định đấy các anh ạ. Ô tô phí nó cao nên các anh ấy đi rút nó nhanh, tốc độ gọi bàn thờ. Xe máy thực ra nó tiền trăm, nhiều khi các anh cứ đợi 1-2 bộ các anh mới đi, nên nó sẽ có sự chậm trễ một chút thì các anh thông cảm. Vì rút là dịch vụ, không thể một cái nói rút là rút được các anh nhá. Mình cũng lại nhờ một độ dịch vụ thôi. Một chiếc 81 anh em nhá, 81 hơi 70. Vâng. Đấy, anh từ những chiếc đời lâu năm, nhưng mà thôi nó cũng là những cái chiếc để cho anh em mình có một chút kỷ niệm, có một chút hoài cổ. Máy thì zin anh em ạ, nhưng mà đuôi thì làm rồi, để em nhớ chiếc này đuôi làm đấy, còn lại là yếm không có. Giá thì nó sẽ hợp lý với một chiếc máy zin thôi nhá, chứ còn về cơ bản là cúp máy zin mà cổ thì không thể rẻ được đâu các anh ạ. Rồi thêm một quả bô nữa, quả bô móc. Chiếc này anh em nào mà thật sự đam mê thì nên làm quả bô khác để đi cho nó hợp lý hơn. Đấy em bịt bô vào thì nổ cũng ngon lành thành đào đấy. Cái này biển 13. Rồi, cũng truyền đạt lại đúng những cái live stream của sếp em trước rồi, 23 triệu, đấy cũng có những lúc hy vọng là 26, 27 cơ. Nhưng mà mua của anh Sáng đây, một trong những cái xe mà gọi nói nôm na các anh em là trả giá cho những cái xe live. Có những chiếc live anh em nhá, thì cũng có những chiếc đây còn lại. Em còn hai chiếc, một chiếc 50cc của anh ấy và một chiếc 81 biển 13 này. Lưu giữ lại kỷ niệm. Rồi, là hai chiếc sẽ phải gánh lại của những cái chiếc lãi kia. Đấy. 23 triệu, anh em nào nhiệt tình, em ơi, thiện chí em có thể ra lộc chút. Tại vì thực ra cũng giải thích rồi, đã lãi của những chiếc kia thì những chiếc này em bán hòa hoặc lỗ cũng được. Nó là đúng thôi ạ, đúng không ạ, buôn bán mà. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em nhá. Máy zin, em nhấn mạnh lại ưu điểm là máy zin nhá. Đây có cái tí đuôi này, nó làm tí đuôi này, xe này. Bên em làm luôn. Quay đi quay lại một vài lần rồi nên đâm ra là anh em biết có con xe zin nào mà vào đồ với giá 20 triệu không. Hôm qua em có con zin Việt Nam, zin Việt Nam tối hôm qua chị em mình like trong Việt máy Thái ạ. Việt máy Thái. Con đấy có khách lấy tối hôm qua rồi anh ạ, 17 triệu 500. Em còn một chiếc lại mộc hơn thì giá nó lại phải là 19 năm. Đấy, nó cũng đều là những cái phân khúc giá rất là hợp lý cho các anh có thể lựa chọn ở mẫu zin dưới 20 ạ. Em vẫn thế mà, vẫn bình thường ạ. Vâng, ở đây nó tối hơn hẳn nhỉ. Vâng, nó hơi tối hơn một chút nhá. Anh em có thể xem, cần xem kỹ em có thể tả chi tiết hoặc bật đèn flash ạ. Vâng, dưới đường kia nó hơi mưa một xíu. À vẫn sáng không? Vâng, thế được rồi. Ok không? Vâng, một chiếc giới đích anh em nhá, GSX biển 29M. Vâng, một mẫu vành nan phanh cơ anh em nhá, bản tem to từ đứng đời 2017 bắt đầu có, đây là đời đầu 2017. Đây. 2017 các anh nhá. Đây ông đi một vòng quanh xe. Những cái lốp này, la răng của lốp từ như 2017 bây giờ vẫn còn đấy các anh ạ. Ôi, xe dịu gìn. Lốp này là lốp từ 2017 nhá, lốp zin luôn. Anh em nhìn 81 bao nhiêu tiền vậy?
81 là 23 triệu 23 anh nhá. Triệu anh em nào mà nhiệt tình đúng tầm ngắm còn em có thể hỗ trợ. 70 anh Long Nguyên nhá. Anh em có cái giá tốt hơn hoặc hỗ trợ nhưng còn vì nó đang thiếu yếm. Máy zin nhá, ra máy này cũng còn zin này, tem là còn này. Đấy, nhược điểm trước này thì chắc là em đoán là nó sẽ rơi vào cái phân khúc là không có vành nan phanh đúc hoặc vành nan phanh đĩa. Nó chỉ là bản vành nan phanh cơ, nó là bản rẻ nhất của Wazer Dix 2017. Rồi, nhưng ưu điểm là máy zin anh em nhá, lốp vẫn còn. Đấy là những cái ưu điểm của những chiếc xe sau 6 năm rồi mà vẫn còn một chiếc lốp là anh em hình dung đi khá ít đúng không ạ? Vâng. Con này biển số 29M160730. Rồi. Sơn zin anh em nhá, đồ zin, sơn zin, máy zin theo xe luôn. Bị, chính xác. Tem nó cũng còn zin này, tem này là tem xanh. Tháng 12 2017 14.500.000, dọn lên xong anh em yên tâm có thể lấy cái xe này để thay thế một chiếc quay. Đấy. Ok, có tay nắm. Bài giúp bạn tay nắm đã thay đúng không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả các anh em nhá. Ưu điểm của Wazer Edge nó sẽ là chắc chắn, đúng không ạ? Vì nó to thân, nó khung sườn nó chắc chắn, nhựa nó đầy đặn, nó chắc chắn hơn và nó có phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng hơn, đúng không ạ? Nhược điểm của dòng Edge thì so với những dòng WA thì bị đánh giá là mẫu mã hình thức nó không để ăn được WA thời trung, thời trang trẻ trung. Nhưng nó vẫn hơn Wavelet về hình thức, Wavelet là hình thức vừa nhất, đấy là trong những dòng Way để anh em cân đối. Thì để mà mua mới nhá, Wazer Edge đắt nhất. Bản vành đúc phanh đĩa 245 cơ, nên anh em có thể chọn những cái mẫu Wazer Edge để thay thế WA là bình thường. Chất rẻ đúng không ạ? Phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng, đấy là dành cho những anh em mà có tính chất gọi là mang tính chất thực dụng, muốn một chiếc xe chắc chắn, ăn chắc mặc bền, cân đối. WA thì nó đẹp hơn, đúng không ạ? 14.500.000 thôi. Hàng là lốp zin, máy zin. Lốp zin, sơn zin. Vâng. Zin luôn anh em nhé. Hợp lý nhá. Ôi, tiếp theo một chiếc Vision màu đen sần. Một trong những mẫu Vision cá tính anh em nhá. Nhiều khi là các anh em, chị em hay thích Vision nhất là ở cái điểm nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng cũng có nhiều chị em hay bảo nó bé quá. Rồi. Thì anh chị em chọn hẳn cái mẫu này. Vì bây giờ em thấy nhiều chị em cao 1m6, 1m7 là bình thường. Cao điển mà. Hình như là con gái giám đốc Hoàng Huệ hình như cũng vẫn đang sử dụng Vision bản cá tính cao này, bản đúng thể rồi. Thao. Rồi. Vì nó cao, cao hơn nhá. Nan này, anh em hay gọi là 5 nan ấy. Đây là 5 chấu, nó sẽ cao hơn, nâng xe cao lên. Nên dáng nó sẽ đẹp hơn, nó cao hơn. Nó đỡ bị ngồi nuốt xe như những mẫu Vision nhỏ. Đấy, thì chỉ có hai bản thôi, bản cá tính và bản thể thao mới được là bản lên vành cao, nên đúng xe rồi, cao. Đúng rồi. Con này thì 2021 anh em nhá, bản đen sần. Rồi, đấy, đồng nghĩa với việc giá của xe không hề rẻ nhá, nó là một bản Vision đắt nhất. Các anh em lưu ý, đắt nhất những thời điểm mà hay nói là Vision vào thế giới của những xe người giàu thì dao động ở tầm phân khúc 56 triệu cơ. Ở những năm 2021-22 luôn, em nhấn mạnh luôn là những năm 2021-22 là lên tầm hơn 50, gần 56 triệu là đỉnh điểm của Vision. Nó thoát khỏi luôn ở dòng phân khúc xe sinh viên rồi. Nó sang hẳn xe của những người gọi là đấy đúng không anh em, cùng chiếu với SH1 luôn. Vâng, con này biển số 29V180452 anh em nhé. Lên để đến thời điểm bọn em mua lại những chiếc này thì hầu hết các anh ấy bỏ ra số tiền rất là cao khi mua. Thì bây giờ bọn em mua lại cũng không hề rẻ đúng không ạ? 2022 giá bọn em để ra trong buổi live là 35.500.000 anh em nhá. Rồi 35.500.000 là những cái giá dọn luôn cho anh em rồi. Đúng không ạ? Mua mới 56. Đấy anh này chính xác là mua mới 50 đến 56, tùy từ 20 cuối 2021 và đầu 2022 là thời điểm đắt. Rồi. Thì bây giờ anh em bỏ ra là đã lãi rất nhiều, đúng không? Có con nuôi Thái ha. Ưu điểm là giữ giá là giữ giá thì đồng nghĩa với việc anh em mua sẽ là bị đắt một chút so với đánh giá xe mới. Anh em sẽ tỉ sẽ rất là khó đúng không ạ? Đấy nhiều anh sẽ hay bảo là bây giờ mới có 40 đăng ký 4 mấy. Con quay Thái câu chuyện là đúng. 26 23 triệu còn đúng không? 22.500.000 còn ạ. Quay Thái màu đỏ em này để trong em nhà 62. Em còn anh Tấn Lê nhá. 62 rồi. Đấy anh em nhìn em 1m75 nhưng mà nói thật với anh em để mà đổ để gót cũng không phải là dễ. Nên là với những tầm chị em mà 1m6 mấy đến 1m7 nên cân đối sang những mẫu Vision này. Ngồi nó sẽ sang hơn, nó đưa dáng lên cao hơn nhá. Rồi, tóm còn rất là nhiều Vision. Tóm lại là những dòng này form dáng nó cao, chị Dung mới với tới á. Cũng vẫn là thoải mái thôi nhưng mà nó sẽ được lên dáng rất là cao đúng không ạ? Chị Dung nó, theo kiểu nó gần chị Dung là 1m52. 43. À 43. Ừ, được 52 đã tốt. 1m42. 1m43 thôi. Tính, thế thì chắc là do thiết kế của Vision lỗi à? Hôm nay là thiết kế của Vision là bị được cái yên nó bị tụt xuống. Chứ bình thường là phải là mét xấp xỉ 6 mới vào được cơ. Chắc chị Dung này. Rồi ok, tiếp theo rồi, tiếp quay nhanh em nhá. Em ơi, đẩy con này đi. Đây. Anh Triệu Cương ơi, tại vì là những cái dòng xe nó là lướt lát anh ạ. Chính xác anh ạ. Rồi, không sao. Hơi 2022 anh nhá. Vâng. Đó là cái giá. Cái đấy là em cũng báo luôn mà chứ không ấy được ạ. Rồi, tiếp theo một chiếc xe Way 110 anh em nhá. Bạn đây, Way A, nó là cái Way đẹp, nó là Way hot, nó là những cái mà anh em hay trẻ trung thể thao cá tính thích đây. Đúng không ạ?
Công nhận, em cũng ghi nhận những mẫu VA từ máy 100 cho đến máy 110 đều được ăn về thiết kế điểm rất là cao, đúng không? Ừ. Nhìn đẹp, sau đấy họ sẽ thiết kế về chọn lựa về màu. Những cái màu sắc nào mà anh em tin dùng thích như là gọi là xanh tím than hay là đen sần, đúng không ạ? Bây giờ nó có những cái bản cổ điển như trắng ngà hay là rất nhiều mẫu, em thấy nó cũng sẽ là ăn vào những cái sở thích của anh em rất cao. Rồi, đấy, một chiếc V, một chiếc VA màu xanh tím than. Màu xanh tím than. Một trong những màu mà nói thật với các anh em là rất là nhiều anh chị em chuộng. Ra đến 4-5 năm rồi, nhưng bây giờ khách vẫn còn hỏi rất nhiều, rất nhiều. Đăng ký là của 2021 nhá. Rồi, giá bán là 15 triệu, anh em có thể lựa chọn một mẫu 2021. Rồi, biển 37D1D2, xin lỗi anh em, 37D2 51418 nha anh em nhé, 2021 ạ. Rồi, 5.000 cây, chủ đã lắp, anh em lưu ý những cái công tác này ấy, thì nó có nghĩa là công tác đã 3 nút, đúng không ạ? Đấy, vì cái dầu 2020 là không tắt được đèn nên là khách hàng sẽ ra pha đấy, cốt đấy ạ. Về đây là tắt, để tắt hẳn đèn để tránh chiếu sáng vào những mặt người khác khi đi ban ngày đấy ạ. Công tác này thì 150k thôi, cũng rẻ. Nhiều anh em không có thì có thể mua. Đó. Tay nắm này vẫn còn, phím bấm này vẫn rất là nét. Tem gáy ở vị trí này các anh em có thể kiểm tra đúng năm đúng đời 2021 ở bên trong nhá. Nếu thế anh em mua. Càng luôn đóng chuẩn luôn ạ. Vâng. Lượn đã lắp, lốc bảo vệ cũng kèm theo đầy đủ, cổ vô còn chưa sơn, anh em có thể yên tâm với cái mức 5.000 cây đúng không ạ? Đấy, rất là chắc chắn và đẹp, màu cũng ok. Giá thì anh em có thể thoải mái lựa chọn rồi, 15 triệu thôi. Không cần phải sang tên đổi chủ gì cả, để rồi. Sẵn để đi giúp em. Rồi, 15 triệu đời 2021 anh em nhé, màu xanh tím chạy hơn 5.000 km thôi. Đấy, anh em nào đam mê đúng biển đúng tỉnh, hôm qua có anh em nào hỏi em biển 37 đấy. À, biển 37, vâng, hôm nay em nhìn thấy, tại vì nói thật với anh nhiều xe quá, không được kiểm soát được biển số xe đâu. Anh Lê Ngọc Tú hỏi Vision Denson vừa lấy là 35.500.000 ạ. 35.500.000 anh ạ. Rồi em ơi, anh 15 Nguyễn, triệu, đã xong. Vâng, anh Nguyễn Văn Anh, Exciter hay là Elegant, Exciter 215 giá nhiều, hôm qua em like một chiếc 216 giá có 18.500.000. Anh có thể lựa chọn xanh GB rất đẹp ạ. Cái anh Tuấn Hoàng ạ, mỗi người một cách mỗi người một cách nói, có thể là nhiều khi nó là Honda mà nó lướt lát thì nó cao. Cái quan trọng nó là thị trường nó là như vậy chứ không một mình em bán đắt, đúng không ạ? Anh em xem bên em nhiều đấy, anh em biết rồi đúng không? Em bọn em anh Khuất Lý ở chỗ Dung mua không? Có anh ạ, chỗ em đang mưa nên bọn em phải lên trên này like ạ. Đang mưa, ông quay bầu trời đang mưa đấy anh. Giờ mà ai mà đang đi đường thì rất là ướt và lạnh đúng không ạ? Rất là ướt và lạnh. Chắc là mấy con xe tai nạn chết người anh Sơn. Rồi không sao ạ, một chiếc xe lít nha anh em nhé, đấy 2013, xe này vừa mới mua về. Đúng rồi ạ. Giá rất là hợp tình hợp lý cho anh em nhé. Vô cùng yêu thương đúng không ạ, 15 triệu rồi, cộng cho anh em mình. Thôi nói chung là dòng phổ thông em cộng 2 triệu nhá. Anh em cũng thông cảm, nó là một chiếc xe ga. Đấy, 17 triệu cho một chiếc 2013 biển Hà Nội anh em ạ. Rất là rẻ và ok về giá cũng như là biển và đời đúng không ạ. Máy 125, cốp rộng 32 lít, thoải mái đựng cốp. Máy zin nhá, em kiểm tra máy zin rồi. Đấy là những về phần ưu điểm, nhược điểm thì anh em thông cảm, xe mộc của dân đi không dán ni lông, đồng nghĩa với việc nó sẽ xước xác không tránh được. Anh em sẽ xác định ở cái thân vỏ của xe, dao động từ 5 đến 700 nghìn, tiền làm đẹp thân vỏ thì anh em mới hoàn thiện được một chiếc xe đẹp cho em. Xước xác một xíu anh em nhé, anh em có không sần thì lại không lo đâu ạ. Cái này về có đúng thể rồi, bắn tỉa, chính xác, làm được, nhưng mà là bóng thì bắt buộc anh em, chủ còn mang nhiều giấy tờ đây. Đấy, vừa bán xong đấy. Anh em lại đang gửi ngân hàng. Không biết là làm nghề gì, chính xác. Ôi dồi, chết rồi. Tay sách nhá, tay sách này sẽ phải sơn, Oppo sẽ phải thay. Rồi, đấy là những vị trí phải thay. Còn sơn tỉa là về phần nhựa, cứng, bóng. Biển Ba Đình 29B1-33766. Anh em sẽ phải sơn tỉa ở đây những vị trí này. Cố gắng là giữ lại cái tem zin ạ. Tem zin này tuy giờ mua cũng không rẻ, okay, nhưng mà nó anh không thể đẹp nhé. Được bằng cái tem xịn đấy, anh em lưu ý. Tem zin bây giờ là 250 thôi, rất là đắt. Tem chữ mà, nổi trong nhà, nhỡ tem về người ta lấy. Sơn lại nhá, sơn lại. Rồi, gầm chính ra lại không phải xước đâu. Chủ yếu là chắc anh chị để chung cư nên là không tránh được các vị trí như là hai cốp, hai yếm thôi ạ. Rời à nữa. Đấy là những cái anh em phải sơn. 5 đến 700 nghìn giúp em sẽ là cái tiền anh em phải dọn trên một chiếc lít máy zin đời 2013. Được cái là giá 17 triệu, hoàn toàn là phù hợp cho các anh chị em mà đang cần một chiếc lít biển Hà Nội đi lại. Quan trọng nó một hợp lý anh sau. Em ạ. Ok hết rồi, đúng không? Giá này là giá là hợp lý rồi. 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 Giá yêu thương nhỉ? Đúng rồi. Giá yêu thương. Biển 29P Ba Đình nha anh em nhé, B1-33766. Cả từ trước từ sau em đều kiểm tra rất là phù hợp, anh em có thể thoải mái kiểm chạy test không vấn đề gì cả. Chắc là về vấn đề vì cũng đâu ạ, 10 năm nhiều anh em và cũng đến lúc có thể bảo dưỡng. Nhưng mà là chủ đi, họ cũng đã mới bảo dưỡng hết nên là mình cứ tự tin mình sử dụng thôi. Còn về cái máy zin, máy của Honda và máy zin thì các anh em yên tâm, dầu máy đầy đủ chạy từ 10 đến 20 năm em okay, nghĩ là không tính nhà gì đâu. Em báo anh em nhân viên rồi ạ. Dạ.
Ok, vâng. Còn rất nhiều xe, cũng mong các anh em trên like có thể chia sẻ hoặc là đưa ra những cái comment, những cái xe anh em ưng hoặc những cái gì anh em mong muốn để hai chị em có thể biết và tiếp được các anh em ạ. Rồi, em cho con đấy đi đi. Em để. Tiếp một tục, tiếp tục. Xe lít tiếp theo, bản lên 2 tầng mọi người nhá. Rồi, bản này là nó sẽ là bản sau cái bản đời vừa rồi các anh nhá. Bản vừa rồi cũng là máy 125, bản này cũng là máy 125, nhưng mà nó là bản sau. Sau thì nó sẽ cải tiến như là cốp nó lên 37 lít, tức là cốp rộng hơn. Đèn nó được thiết kế bằng những bản đèn LED, đặc biệt là nó thiết kế về form dáng, cái vai này nó u hơn này, anh em nhìn này, thân nó rộng hơn để cái cốp nó rộng hơn đúng không ạ? Thì nó là gần như là bản lít đời mới nhất đến hiện tại, bây giờ cũng là chỉ lấy cái mẫu này thôi, chưa thay đổi mẫu. Honda thì 4 đến 5 năm sẽ là đổi mẫu. Chiếc này chưa đổi mẫu nhá, đây là mẫu mới nhất đến hiện tại bây giờ. Rồi, 1 lít được cái màu vàng be, bản British Medicine, những cái bản lít rất là ok đấy ạ, nhiều khách hàng dùng và thích. Vâng, xe lít bản lít 2 tầng nha anh em nhé, đăng ký năm 2020. Đấy, màu vàng be, một vòng cho cháu, xe máy chất lượng nha anh em nhé. Cam kết không đâm đụng đâu ạ, không bị tai nạn, không gì đâu. Vâng. Đấy, bên em cam kết. Bảo anh nhá, đấy các anh có thể không thích, có thể đổi, không sao. Hôm qua em bán Vario, không giấu các anh, đấy sáng nay anh ấy đến đổi, vẫn đang trao đổi xe trong nhà, bình thường hết các anh ạ. Anh không em thích gì thì dùng, không thích lại đổi, chán lại bán lại cho em. Cái việc khấu hao thì anh em cũng đồng ý mà đúng không, hai bên vui vẻ là được. Chứ còn cũng không phải quá là khắt khe gì đâu. Còn em buôn bán cũng rất là lâu năm rồi, các anh yên tâm. Vâng, con này biển 37G1 anh em nhá, 16761 đời 2020. Anh Nguyễn Tích Vanh hỏi chị Dung có bán chịu không. Chị Dung không bán chịu anh ơi. Anh Hòa Be chiếc WA 110 màu đen hôm qua 13,8 triệu còn không. Long Online kiểm tra xem cái chiếc biển ở Hà Nội nhá, đời 2018 110 màu đen. Không biết là hôm qua em thấy có bao khách đẹp cọc nhưng mà đã chuyển tiền chưa thì em chưa biết. Dạ ok, tiếp tục là lít đây rồi. Đấy, một chiếc xe lít 2020. Đấy, cốp rất là rộng. Tóm lại là bỏ cả thế giới bạn vào đây là ok. 37 lít, nó là gần như là đứng đầu trong bảng tổng sắp cốp rộng nhất của những dòng xe ga hiện tại. Anh em nhá, gần như em nhớ không nhầm chỉ có mỗi Acuzo của Yamaha là lên được 375 thôi. Còn không có dòng nào cao được hơn đối với những dòng xe thông dụng nhá, thông dụng anh em nhớ. Máy ngon lành cành đào nha anh em nhá. Máy zin đấy, đồ đạt đều đẹp. Vâng, rồi giá này hợp lý nữa cơ ạ. Xe vàng nâu tháng 8 2020 anh em ạ. Nó là một bản được cái biển tỉnh nên là giá em để ra là còn có 28 triệu thôi, 28 triệu. Với cái mức giá này thì các anh em ở tỉnh rất nhiều lựa chọn vào đâu đúng không ạ? 28 triệu các anh em mua được một chiếc Wayzer đích mới đăng ký xong, ở tỉnh cũng chỉ đăng ký xong ở mức đấy. Vision thì chưa mua được xe mới. Janus bản tiêu chuẩn thì mới mua được. Nhưng mà anh em chọn sang lít nó ở phân khúc hoàn toàn khác. Đặt cọc máy 125 bao lâu em ơi, anh Phạm Hà. Rất đông người anh ơi, anh vâng. Báo với nhân viên rồi. Em 10 ngày nhá, cố gắng giúp em. Cố gắng anh lấy đèn LED 2 tầng. Bản đắt nhất rồi. Xếp tiền đâu ai chị em, anh Trần Đức xếp tiền hôm nay. Mai xếp đang cho nghỉ ngơi. Vâng, mưa gió là xếp nhà dưỡng sức để mai tiếp tục mua và phục vụ anh em nhá. 25 triệu được không anh Nguyễn? Được anh ạ, 28 triệu. Thật sự là nó là rất nhiều ưu điểm, như là đèn LED này anh em nhớ, màu vàng này, mặt nạ thể thao thì thôi nói đúng không ạ, zin hết cho em này. Hàng lốp này vẫn còn từ năm 2018 anh em nhé, lốp này đẹp thế này em ơi anh em. Đây ông trục này nhìn nó rất là sướng mà đã dọn đẹp ngon lành rồi. Các chị em bây giờ mà mua xe mới lít là 40 triệu mấy trăm đấy ạ. Sau đăng ký xong nó phải lên 4 mấy triệu, 45 triệu. Vâng, cao quá triệu. Anh em có thể lựa chọn mẫu này, giá 28 này là giá mới rồi vì nó là bản cao nhất đấy ạ. Đây, bản này cũng là bản rất là hot hit. Bản này là cái bản đắt nhất trong tất cả các đúng rồi, bản. Nó là bản đen sân, những cái màu mà gần như nó là truyền thống rồi, là màu mà đắt truyền thống, chính xác gọi là đắt truyền thống. Rồi. 2020 nó cũng là 2020 nhưng như mà là Vision Denson cũng đắt, SH Denson cũng đắt đúng không ạ? Và Lead Denson cũng đắt. Nó là cái bản đắt anh em ạ, nó là thực ra để mà nhà máy nếu em nhớ không nhầm về bình thường bọn em làm về cũng có kiến thức về sơn thì lại Denson lại là sơn dễ nhất các anh nhá. Đấy, nếu mà đen bóng các anh thêm một lớp sơn lên trên Denson nó chỉ sơn đến tầm 2,5 lớp thôi, còn đen bóng em nhớ là 3 lớp nước thì phải. Đấy. Thì quá trình sơn đen sần nó còn rẻ hơn, nhưng mà do thiết kế các chi tiết linh kiện kèm theo như là bản sport càng này, vành này, đấy, đúng không ạ? Những cái chi tiết kèm theo linh kiện từ cái chữ tem này nó đều là những cái bản nó đắt hơn. Nên tổng xe nó có độ hot và đắt hơn hẳn. Đen tuyền đúng không? Rồi, đấy. Đây là zin hết luôn. Đen này là đen huyền bí, biển đẹp anh em này, đẹp phê chưa? 29H2184, ôi giời, chết chàng. 18468 anh em nhìn đẹp không? Rồi. 18468 anh em nhé, bản đen sần, black. Bản Black năm 2020, bản Black Edition đấy anh ạ. Đấy, anh em nhìn này. Xe đã được các bạn rửa sạch sẽ rồi anh em nhá, bản LED 2 tầng.
Biển Hà Nội 36 triệu. Đấy các anh em có thể thấy cái sự Hà Nội và tỉnh nó khác nhau đúng không ạ? Chiếc tỉnh vừa rồi màu vàng có 28, anh em mà cả em 25, nhưng khi anh em sang đến biển Hà Nội đồng thời sử dụng một bản Black Nelson, nó đã lên 36 triệu ngay lập tức. Rồi. Thì anh em có thể chọn giữa hai mẫu nhá. Về động cơ xi lanh hay là dung tích, các vấn chức năng, các linh kiện nó là giống nhau, thiết kế về màu sắc và bản thì khác nhau thôi. Đồng thời cả biển nữa. Đây là hai chi tiết tạo lên hai cái xe khác nhau về giá tới 8 triệu mấy đúng không các anh? Về cơ bản là 4 triệu cái biển rồi. Đúng rồi. Với lại hai nữa là nó là bản sần nữa. Cái bản sần nó là bản đắt nhất trong tất cả các dòng luôn đấy. Đúng rồi ạ. Kể cả từ Way, từ Lead, từ Avalet, từ SH. Rất nhiều năm rồi. Rất là nhiều những cái dòng. Nhiều năm, nhiều đời nó đều dân anh em đều Lợi chọn bản sần. Đang hỏi Avalet 2021 màu đen 125 giá như còn như mới 99%. Đi 2900 anh nhá, biển nữa ạ. Dao động tầm khoảng 35 đấy ạ. Phải 35 trở ra. Em đang có một chiếc 2023 giống tương tự như chiếc của anh. Em mua 40 và bán 42, anh có thể lựa chọn theo tùy theo cái xe đấy của anh, lùi 2-3 năm thì cũng phải mỗi năm lùi 2-3 triệu. Anh Hoàng Thạch Kiên muốn mua một con xe Dream 150 triệu có không em, hiện tại đang hết anh ạ. Rồi, đấy. Chiếc Lead này cho anh em mình là 36 triệu. 36 triệu đồng nha. Biển Hà Nội nhá, đuôi biển 68, bản đen sần, các anh em nhớ cho em, nó là đèn led 2 tầng, nó là những cái càng đen, vành đen, tay sách đen, đúng không ạ? Rất là đẹp và 68 cơ, vấn đề là Lead 68. Hai khóa đầy đủ đúng không ạ? Hai khóa đầy đủ luôn, chủ cũng rất là cẩn thận rồi. Rồi. Đấy, anh em nào thích, thực ra cái con này em thấy biển nó ok, 184, 184, vâng. 68, ok, lên 2020 anh em nhé. SH đen, SH cà phê đây rồi, những cái màu mà, đây là phải đưa vào những anh em gọi là trung tuổi thì chính xác nhất, những anh em đã trải qua những cái năm 2007-2008 mà đúng là đã tìm hiểu về SH cà phê, những cái lúc mà em nhớ không nhầm là toàn thế gọi là 180-200 đúng không ạ? Các anh em nào đã nhu cầu tìm hiểu mà ngày đấy giá tiền nó lại còn cũng rất là được giá. Giá trị, lúc đấy đã giá tiền nó giá trị. Mà không chơi được, đấy nó phải thêm câu cuối cùng, lúc đấy không mua được. Thì nếu bây giờ còn nhu cầu, em sẽ để ra những cái mẫu này để anh em chơi. Về chất lượng máy nhá, đâu là nó là đều là những máy chất, anh em lưu ý cho em. Đấy. Có hình thức thì nó phải có sơn xỉa lại. 82 còn hay không thì chị bảo em. 82 hơi 70 thì còn, 82 hơi 90 hiện tại bên mình đang hết nha anh em nhé. Anh Nguyễn Thành Lập chào anh chị. Vâng, em chào anh Nguyễn Thành Lập. Rồi, một chiếc SH nhập khẩu. Anh Nguyễn Văn Tích bảo chị Dinh nói hay như đài, không biết là khen hay là chê. Chắc là khen rồi đúng không ạ? Chị là làm ở bên biên tập viên các anh em ạ, thường xuyên là có những cái buổi đi đào tạo chuyên sâu về nói đấy, đúng không ạ? Bình thường thôi, tao bốc chị quá mũi nó lại cổng, đêm nay lại mất ngủ. Bốc mồm ra. Anh Nguyễn Tịnh Văn. Nhập khẩu anh em nhá, một chiếc SH nhập khẩu. Anh Nguyễn Tịnh Văn bảo là sếp làm quá sức rồi không nhìn thấy. Vâng, chắc phải để cho sếp dưỡng sức anh nhá. 2008 8132 anh em nhá, 30Z2 8132 đời 2008. Anh Nguyễn Ngọc Tú bảo đai còn không bằng nữa. Thế là chị nói hay chứ gì nữa. Không, nói thật chứ gì nữa. Đều mình đúng không? Rồi, cảm ơn tất cả các anh em nhá. Rồi, vào cái cà phê đi, 150 các anh nhá, 150. Đầu máy 015 KF chuẩn rồi. Vì cà phê ấy, nó được chuộng, được dân dùng nên là nhiều khách hàng hay bị mua, cũng hay mua phải đúng không ạ? Đã hay mua thì hay mua phải những cái dòng gọi là không chuẩn cà phê. Nó chỉ đăng ký một cái màu đen xì nào đó. Người ta đăng ký lại rồi người ta ghi là chuyển màu đăng ký sang nâu và người ta sơn lại, thế là thành cà phê đúng không ạ? Rồi. Nhưng khi mà các anh em tìm hiểu, các anh em sẽ hiểu mỗi năm, mỗi đời nó có một cái đầu máy nhất định. Đầu máy này mới là cà phê 015 đến 017 nhá. Anh em mua có thể lưu ý giúp em. KF là 150 đúng không ạ? Những cái dòng này đây, góc này ông còn mượn một tí. Rồi, anh em cùng nhìn với em đúng không ạ? Một cái ốc treo máy bên bếp này nhìn thấy trước. Vàng chưa ạ? Anh em nhìn đi ạ. Bên bếp bên cạnh nhìn tiếp theo. Rồi, vàng đúng không ạ? Đấy là ốc treo máy cơ còn nhá. Rồi, đầu cơ còn. Rồi, nhấn mạnh như thế để anh em lưu ý. Đây, anh em nhìn những cái dòng SH cà phê thì lâu năm rồi không tránh được. Rồi, cốp trong của SH nhập khẩu anh em xem màu cà phê rất là nhiều, anh em một thời gọi là mơ ước đấy ạ. Lúc đấy anh em có điều kiện mà mua được chiếc SH này là cũng rồi. Gọi là có tiền có của đấy đúng không ạ? Tức là kiểm tra giả chưa biết. Vừa mới mua về thôi. Đấy, cũng phải trao đổi luôn. Báo giá chị, báo giá. Rồi, sẽ là những cái gì đó hình thức có sơn sửa nhá. Không thể tránh được, cũng có những sự sờ ba nhất định rồi. Đây cái càng này là bắn rồi này, em cũng giải thích luôn anh em, nếu mà trên ảnh thì em sợ nhìn hơi khó. Nếu anh em muốn xem sơn lại hay không thì anh em nhìn giữa cái ốc và cái càng đúng không ạ? Cái phần vặn và nó tiếp xúc với nhau. Nếu là sơn zin thì cái mép này gần như là nó sẽ không có hiện tượng gì cả. Còn sơn lại thì nó không tránh được 75 triệu. Triệu. Đấy, có tướt như nhá, càng sẽ có một sự tướt. Có gọi là rồi. Có tân trang một chút để cho nó sạch đẹp hơn anh em ạ, tại vì nhập khẩu. Vị trí dưới này thôi này, anh em nhìn cả hai chiếc nó đều ở dưới này thôi này. Vị trí dưới này, nhìn trực tiếp thì nó cũng hơi nhìn trên ảnh thì đúng ạ. Đấy thôi em cứ tả nhá để chính xác cho anh em. Còn về sơn trên xe.
vẫn là sơn zin nhá. Đây, vì vừa mới mua thôi, anh em có thể xem cái vị trí này này. Dán ni lông ấy. Rồi, xương này. Dán ni lông cả xe. Sơn là sơn zin, càng lướt một chút thôi, không thể tránh được đúng không ạ? Sơn được cái tay sách. Chất là kỹ là kỹ đúng cho rồi. Anh em cho máy zin đầu cũng zin luôn nhá anh em ơi, không phải là đầu chạm, em nhìn rồi anh em có thể kiểm tra lại hàng máy zin sơn đến thời điểm hiện tại là có tay sách phớt chút càng có vậy thôi. Đấy, còn là máy zin đây, đồ này anh em nhìn đồ này rất là đều đồ nhé, 30Z8132 đúng rồi đấy, tay sách này, sơn vẫn còn zin ngoài, dơ sơn zin anh em nhé. Thực ra là về để cái sơn zin thì các anh thường nghe anh em phải nghe bên em tả, chứ còn nhìn trên điện thoại thì đúng là rất là khó đúng không ạ? Đây, đầu máy KF này, 015 này, nếu anh em nào trong ngành có thể rất là chuẩn cái đầu máy này đúng không ạ? 150 anh em nhá. Hàng 150. Rồi. Da máy này còn nhá. Đây cái da máy, nhiều anh em sẽ hỏi da máy đây, anh em nhìn các vết xước nhỏ ra đây. Đúng không? Rồi, da máy này vẫn được còn. Sơn là vẫn là zin. Sơn zin, da máy còn, càng và tay sách có lướt tỉa. Đây là những cái pha này này, gần riêng cái dòng SH nhựa cà phê. Nhưng anh em nào chơi đúng không ạ? Không phải là tự nhiên mà nó có những cái chất lượng cái pha zin anh em nhìn này. Đây là cái chữ khắc sắc bên trong nhá, khắc bên trong. Đấy, không thể thay được đâu ạ. Cương đừng bật đèn. Rồi. Đẹp. Như kim cương, ông quay vào nhìn sáng như kim cương đúng không? Rồi. Hàng là máy zin nhá, tay nắm vẫn còn zin. Đấy, rất nhiều những cái zin cho một chiếc 208 đăng ký 209 cà phê chuẩn, thường là cuối lại đáng có, chiếc này đăng ký sân đầu 209 cơ ạ. Đấy, để giá cho anh em mình thực tế là cũng phải dành cho những anh em tìm SH nhiều cà phê đẹp. 75 triệu đúng không ạ? Giới thiệu nhá, những cái phân khúc giá hơn 30 hay là dưới 40 và trên 40 em vẫn còn rất nhiều trong nhà. Nhưng để cho anh em chọn một chiếc máy zin, ốc treo máy vàng khe này anh em nhìn thấy đúng không ạ? Em rồi, kiểm tra cả đầu rồi là còn. Đấy. Nên là các anh em yên tâm, pha trong veo, sơn cả xe zin thì cái giá 75 triệu lại là xứng đáng cho một chiếc SH nhập cà phê đúng không ạ? Nhiều anh em tin dùng và chọn thì nên cân đối giúp em. Rồi, 75 triệu đồng anh em nhá. Đời 2008, đăng ký 2009. Vâng. Sơn zin, máy zin. Anh Đức Huy quay được Zin Việt 30 củ đi. Là cái gì thì bên em đã anh Nguyễn Hà Đức rất là kỹ rồi, rồi anh em nhá. Rồi em ơi. Anh Lê Ngọc Tú, vâng, cảm ơn tất cả các anh nhá. Anh Nguyễn Thịnh Văn, các anh cảm đang anh comment và Đăng xem Phan rất là nhiệt tình. Xe đẹp, người cũng đẹp. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, okay, các anh có thể chia sẻ giúp em. Có thể hai chị em comment giúp em. Chia sẻ mọi người nhá. Vâng. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em mà đang yêu quý bên xe máy Hoàng Kiên thì biết về bên anh Hoàng Kiên đã bán chất lượng đúng không ạ? Chất lượng, uy tín. Tóm lại là chất lượng thì nó đi đôi với lại sản phẩm. Rất là nhẹ, rất là... Đây, cái mẫu Vision mà anh em đúng không ạ? Đây em ngồi một chiếc cá tính, nhưng anh em nào xem từ đầu đây. Chân hơi kiếm lên tí đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà Vision anh em ngồi thì có thể để thoải mái cả gót bên này. Rất là vô tư luôn. Đấy, thì nó là nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà nó cũng vẫn rất là được hot. Tại vì thực ra các chị em nữ cũng có những chị em tầm như chị Dung có mét năm ấy thôi. Năm nẻ thôi thì vẫn ngồi bình thường đúng không ạ? Dung lại lên ngồi cho vừa mẫu cho anh em đúng không ạ? Vision mà đúng tầm phân khúc giá 5m50. Vision mà ngồi bình thường ngồi là đẹp mà. Vision nếu mà chị em gái mà đi Vision rất đẹp đúng không các anh? Đấy. Đúng ạ. Đây là bản Sport nhá các anh em nhá. Sport càng đen vành đen tay sách đen, nên mặt nạ thể thao. Đấy. Rất là nhẹ, đều được trang bị máy 110. Máy sẽ rất êm, lên nó không bị thốc và giật và gằn. Đấy là những cái hay của máy 110. Tất nhiên đồ cùng đồng thời trang nó cũng sẽ là nhược điểm nếu mà anh em lai nặng và đậm người quá đúng không ạ? Nhưng mà chị em con gái thì cũng có mấy khi gọi là 70-80 cân đâu, em thấy cũng chỉ thom thom 50-60 cân, 2-3 người ngồi vẫn bình thường, rất là êm và nhẹ. Đúng rồi, cứ non khoảng con gái phụ nữ thì cứ rơi vào tầm khoảng 50-55-60 quay đầu, rất là hợp tình hợp lý. Chính xác ạ. Đấy, đi những cái dòng này nó nhẹ lắm. Mét 6 vẫn ngồi vẫn đẹp, nói chung là những chị em đi Vision thì đã từng đi đều đã biết rồi. Em thấy cái tỷ lệ bán Vision cho các chị em nữ là gần như đứng đầu top luôn ạ. Lít thì nhiều chị em lại hay bảo là hơi to đúng không ạ? Hơi trung tuổi, hơi già. Đúng rồi, đấy. Anh Nguyễn Tiến, con nhưng cà phê và... này đẹp quá. Đúng rồi, đẹp anh ạ. SH Noble tiền 75 triệu anh triệu. Kiên xe máy ơi. Đấy, còn đúng Vision này thì rất là truyền thống đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Thanh Lê rất là nhiều. Một chiếc Vision nha anh em nhé. Vision biển 36B7, em kiểm tra luôn con này. Vâng, giá cũng hợp lý thôi. 24.500.000 trong buổi live này. Đấy này, em sẽ chủ động xuống. Đấy. Bữa trước em live 3-25, em vẫn nhớ. Anh em nghe tiếng máy con này nổ rất hôm nay xuống còn 24.500.000 thôi. Đời 2019 mọi người nghe tiếng 2019. Đặc biệt nó là bản đắt nhất nhá. Nó là bản đắt nhất, bản Sport nó sẽ cạnh tranh với bản Nelson. Nhưng mà em nói rồi, Nelson thì nó là đắt truyền thống, tức là nó là lên mặc định như thế. Nhưng để thể thao trẻ trung thì là nhiều khách hàng chọn màu bóng trắng này hơn. Đấy, nó là trắng đỏ, gọi là trắng đỏ là chuẩn nhất. Đấy. Anh em nghe tiếng vẫn máy là không? Chuyện máy zin nhá. Được là biển 36 cũng là một cái anh em hay chê, nhưng bù lại thì tức là biển tỉnh ấy, ý em là biển tỉnh anh em hay chê, nhưng mà ngược lại thì nó lại giá rẻ. Đấy đúng không ạ? Nếu mà Hà Nội nhá, Hà Nội các anh em phải xác định 28.
Đúng rồi anh ơi, con này phải xác định là thêm 4-5 triệu nữa mới mua. Bây được giờ anh em chỉ bỏ ra có 24 năm là đã sử dụng được rồi. Với rồi. Những khách hàng không đặt nặng vấn đề về biển, quan tâm đến chất lượng, kiểu dáng và giá thì chọn cho em mẫu này. Còn nếu biển mà anh em quá kỳ vọng thì có thể làm một cái rút hồ sơ sang Tết em làm xong rồi về tỉnh bấm biển đúng tỉnh mình, đúng không? Vẫn là hoàn toàn hợp lý. Đặc biệt là cái mẫu này bây giờ không sản xuất nữa rồi. Các anh lấy thường sẽ phải chọn mẫu cao của cái form dáng cao. Lúc đầu em có like đấy ạ. Thì những chị em nhà mình mà nếu mà cần một chiếc xe thấp thấp đi an toàn thì lại phải quay lại với mẫu này, cũng không còn cách nào đúng không ạ. Nhưng mà em khẳng định máy đúng không ạ, về cái quan trọng nhất về máy và càng khung thì nó là cực kỳ ấn tượng. Máy zin, càng khung zin không tai nạn, không vam, không nắn. Đấy là cái em cam kết. Xe bên em hầu hết đã được kiểm tra rất kỹ rồi, đúng không ạ? Các anh em mua có thể test cũng được, bao test cho anh em thoải mái luôn để anh em có thể yên tâm. Với những cái chiếc xe mà đã được đời trang bị đời như 2020 đến trở lại đây, có vài ba năm thì máy và càng khung là những cái gần như bắt buộc. Những xe cũ lâu năm thì không thể tránh được những trường hợp, đúng không ạ? 2000 mấy thì nhiều xe cũ quá thì bắt buộc cũng có thể chỉnh sửa đầu máy thì nó không thể tránh được, để làm sao nó ổn định hơn, đúng không ạ? Rồi, 2019 nha anh em nhá. 2019 mà màu trắng biển 36. Rồi. 24 triệu 500 đúng rồi ạ. 24 triệu 500 rồi anh em nhá. Em ơi tiếp theo lên một con lít con lấy bếp 3 đi. Rồi, lấy bếp 3. Tiếp theo việc lấy bếp 3 nhé anh em nhá. Một chiếc một mẫu của Piaggio. Từ sáng giờ đây mẫu đầu tiên của Piaggio đúng không ạ? Ừ. Honda gần như độc lập Honda. Anh em công nhận là Honda nó vẫn là ăn vào tiềm thức duy nhất của người ngoài Bắc đúng không? Em thấy cứ Honda, nhà nhà Honda, người người Honda. Không thố thì đi quay mà rồi. Thích ga thì đi gọi là SH Vision Ledit. Anh Hà Anh Vision quá. đen đỏ con Vision đen đỏ đấy là bản cá tính đấy. Bản cá tính 35 triệu thì phải đúng không? Em này quên mất lúc là anh em kiểm tra lại giá lai lúc đầu nhá. Chị lên Supreme đi ạ. Văn Ba rồi ok nhá anh em chờ em một xíu nhá, hôm qua rồi. Em cũng like Supreme rất là nhiều rồi đấy. Em sẽ giới thiệu sang một mẫu Piaggio, mẫu Piaggio và máy là trang bị máy iGate. Em ý định là để lên một cái máy 3V để anh em có thể so sánh cái tiếng nổ của hai máy. Rồi. Máy iGate êm hơn đúng không ạ? Đấy, nó là một máy mà đến thời điểm hiện tại, từ những năm 2017 bắt đầu ra máy iGate đến thời điểm hiện tại là 2024, Piaggio vẫn dùng máy iGate. Là anh em thấy cái độ máy iGate bền thế nào? Em giải thích luôn, máy chế cơ từ những năm 2006 máy nhập ra đến 2010 là dừng sản xuất. Máy IE ra được 2 năm 2011 2012, máy 3V ra từ 2013 đến 2017. Là gần như là máy iGate vào. Mà máy iGate vào đến thời điểm hiện tại là anh em thấy một cái sự tin dùng của máy iGate người Việt Nam rất cao. Tại vì nó đã khắc chế được những cái lỗi cố hữu của Piaggio, đó là đề kêu to. Anh em công nhận không? Đến nhà ai mà các cụ lớn tuổi mà đề quả máy thì gần như là các cụ giật mình. Muốn đi ra khỏi nhà mà muốn con không nghe thấy để dắt đề phát là con biết ngay. Nó kêu to quá. Rồi, nhưng mà máy ai biết. Một vòng đi ông ơi, lại quay cho một vòng rất đi. Là êm. Đấy, anh em nghe thấy đúng không? Êm lắm. Một chiếc 2017 nha anh em nhá, lại một chiếc 2017. Rồi, từ đời 2017 là bắt đầu ra máy iGate biển Hà Nội nhá các biển 20 các anh nhá. Nó sẽ êm. Và nó chất lượng thì anh em cứ yên tâm, cam kết với các bác những dòng này là máy zin luôn. Thì em sẽ mở máy cho anh em xem, ra máy vẫn còn, tem này vẫn là zin này. Đấy, những cái liền ni lốc này hay là những cái viền này, cái quây này đều zin hết để các anh em chọn. Đấy. Có chăng chiếc này nhược điểm ấy nhá, yêu anh, có thì nhược nó cũng phải có. Nó đến từ biển 20. Nhưng anh em nó không cùng chung ý tưởng với lại anh em mà gọi là hơi ghen ăn tức ở một xíu anh em ạ. Nên năm ra là thôi cũng mình kinh doanh mà. Chắc chắn phải có cạnh tranh đúng không ạ? Thế này là mong tất cả anh em đã biết đến Hoàng Kiên rồi, mua bán của Hoàng Kiên rồi thì biết về chất lượng bên Hoàng Kiên rồi đấy ạ. Bên em cũng không muốn đọc comment và em cũng không muốn nói nhiều với lại những anh em nghiệp nói đâu. Anh em nghiệp nói tự vận nó thân anh em nhá. Thế không sao cả. Rồi, tiếp theo máy zin nhá, hàng máy zin. Anh em có thể yên tâm. Toàn bộ là nick ảo hết anh em ạ. Anh em cứ vào thêm giúp em. Máy là máy zin, hàng nó là đời 2017. Máy iGate anh em có thể tự tin sử dụng cho em cái máy này. Những anh em nào đã dùng lợi ích truyền thống cũng có một bộ phận nhé, em phải khẳng định rất nhiều rồi. Khách hàng đều rất là thích những cái dòng Piaggio tại vì chạy nó có cái lên độ đẹp. Windows XI đi anh ơi. Báo Đức có một vài Windows, XI Windows. Chưa xong. 29 triệu cho một chiếc lợi ích. Rồi. Máy iGate đời 2017. Anh em máy zin nhá, em nhấn mạnh máy zin, chạy rất là êm, đồ sơn là đều và đẹp, tỉa gần như là không có, tỉa dặm chiếc này em nhìn rồi. Đúng không ạ? Đến cả những cái vị trí cố hữu hay xước như là gầm lườn còn không bị, cốp không bị. Đấy. Anh em online okay. Chặn mấy anh em nó hai khóa đầy đủ. Vớ vẩn đi nhá. Nhược điểm thì là biển 20. Đấy, nhược điểm duy nhất của xe, biển 20. Rồi. Đấy, những anh em nào biển tỉnh không quan tâm về biển hoặc những anh em chạy trong nội thành mà chỉ tập trung cho em những cái xe lướt mới, chất lượng mới hoặc là đi lành đi chất thì chọn cho em chiếc này, đúng không? Rồi, 29 okay. triệu.
dáng rất là đẹp nhá. Piaggio là xe đẹp nhất, xe thời trang. Đây, sang một máy 3V để anh em cùng so sánh cân đối. Giá sẽ rẻ hơn ngay, đang ở 2X, 3X, về có 1X thôi. Đấy. Đời thì là một chuyện đúng không ạ? Đời thì nó sẽ thấp hơn là rõ ràng rồi, nhưng mà nó cũng là những cái nhược điểm mà em giải thích đấy. Nó sẽ kêu to hơn cái dòng máy iGate. Đấy là đặc trưng, tăng xăng hơn một chút, máy iGate thì tiết kiệm hơn xăng. Anh Hà đấy. Anh đang hỏi là bên mình có Vision 2018 2019 màu đỏ đen không ạ? Hai mấy, tầm hai mấy? Em đang còn màu trắng ạ, à, màu xanh ạ, à, màu đỏ đen thì em này không nhớ được ra lúc này rồi. Đúng rồi, chính xác là em không nhớ được. Rồi, máy 3V đây, một trong những cái máy cũng gọi là anh em ạ, đứng hàng thứ hai. Vâng, chiếc lưới Vespa màu đỏ nha anh em nhá. Đấy, Vespa màu đỏ, biển số này biển 37D169294 nha anh em nhá. Những chiếc lưới Vespa dáng thời trang. Đấy, giá cũng hợp tình hợp lý thôi. Đấy, giá hợp tình hợp biển lý. Biển 37, biển 37. 37D169294. Rồi. Lấy Vespa đời 2015 nha các anh nhá. Giá em để là 14.500, 14.500 cho một chiếc lấy 3V. Khác hẳn về đúng không? Cách trước kia có 2 năm thôi, nhưng mà giá nó đã tụt đến mười mấy triệu luôn, các anh có thể thấy sự khác biệt giữa hai máy đúng không ạ? Nhưng mà anh em cũng không phải lo về đến mức độ gọi là quá tốn xăng đâu. Nếu mà để lấy tốn thì thường nó sẽ đặt trưng vào những đời chế cơ. Đang tắc đường anh. 14.500 cho một chiếc 2015. Anh em có thể chọn một chiếc lấy 3V. 14.500 anh em nhá. Vẫn là ưu điểm, ngồi rất là đẹp, dáng của Vespa lấy anh em có thể miễn chê. Em phải khẳng định các chị em là chính xác hơn đúng không ạ? Riêng ngồi Vespa lấy nó là dàng hàng sang chảnh đẹp. Và đặc biệt cái hay của Vespa lấy mà em thấy em bán được dễ nhất, đó là những cái chiếc xe chỉ trên dưới 10 triệu. Nhưng cái kiểu dáng so với những cái chiếc như vừa rồi trên dưới 30 triệu không khác nhau. Anh em có thể nhìn kỹ, cần như nó không khác nhau nhiều. Nếu là thợ thì nói chung là có thể nhìn được khác nhau chắc chắn. Nhưng nếu là anh em chỉ đi một chiếc bình thường về kiểu dáng ấy thì nó rất là giống nhau. Đấy là cái điểm mạnh của Vespa lấy mang lại cho khách hàng. Tức là anh chị em có thể dùng ít tiền cũng có thể mua được những cái chiếc xe nhìn nó rất là sang, đúng không ạ? Bắt mắt như những cái chiếc 6-70 triệu hoặc 5-60 triệu anh bình thường. Anh Tuấn Thịnh đang hỏi là sao dòng này rẻ vậy cô? Nó rẻ mà anh em. Nó là đúng giá okay, anh ạ. Nó, còn nó tụt giá tại sao thì nguyên nhân của Vespa lấy em giải thích rồi. Nó là xe đẹp, xe thời trang giống như loại như Mercedes BMW đấy ạ. Đắt đẹp sang thì tụt sâu, lỗ nhiều. Đấy, chi phí sửa chữa cao một chút đúng không ạ? Thôi những cái nhược điểm như là chi phí sửa chữa bảo dưỡng thì em cũng khuyên tất cả những khách hàng đã sử dụng xe lấy, đặc biệt là khách hàng mua xe nhà em, nên qua cửa hàng nghe, đúng không ạ? Trước khi hoặc là các anh có thể tham khảo giá trước của một chỗ nào đó xong rồi mới qua cửa hàng em để tìm hiểu cái giá trị đồ đạc cũng như là cái phụ kiện cần phải thay thế, nó có phải là chính xác đã đến lúc thay chưa và cái giá đúng của nó là thay như thế nào, đúng không ạ? Thì mình có thể biết một chút để mình tham khảo, anh chị tìm hiểu xong anh chị sang chỗ vị trí khác anh chị mua bán cũng được để mình cân đối, để em muốn anh chị tránh trường hợp chưa hỏng đã thay hoặc giá đồ thay rất là cao. Đấy. Anh Trường Nguyễn Tiến Nguyễn đang hỏi AB 2016 giá sao? Anh ơi tầm khoảng trên 20 anh ạ. Đúng rồi ạ, em còn một chiếc màu đen. Chắc là nó cũng vẫn ở nằm phân khúc giá cũ 26 triệu. Không rẻ đúng không? Thì các em, anh Trần Thảo Mai Văn. Dream thì anh phải chờ em nhé, tại vì là ngày hôm qua nếu mà không thì anh xem lại. Vâng, hôm qua em vào bên trong kia là đúng thật rồi. Sự là The Dream SH. Rất là nhiều ngày hôm qua đấy ạ. Cũng là một buổi. Rồi, lên Winner. Để hơi lâu. Anh em lưu ý những cái xe mà để lâu khi mà nó nổ lên thì nếu mà thợ thì hay gọi là từ mùi xăng thối, đấy là nói chuyên môn. Còn anh em cứ hiểu hôm nay là lâu không nổ rồi thì cái mùi nó sẽ là nó em nghĩ là nó sẽ phải gấp mấy lần cái mùi bình thường, hơi khó ngửi. Đấy, đây là chiếc cũng là để lâu. Tôi ưu điểm thì nó để lâu nhưng mà sẽ là giá rẻ. Đấy là ưu điểm của nó luôn đúng không ạ? Giá em sẽ để giá thật rẻ để anh em mình giao lưu. Cứ để lâu trong nhà gọi là sếp em hay có từ gọi là nuôi không lớn. Bán thôi. Mưa không lớn tắt thịt thôi anh em ạ. Một chiếc Winner X anh em thịt nha mọi người nha. Màu đỏ cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Đấy, bản côn tay nha mọi người nha, 3.800 cây. Xe mua về cũng không đi đâu. Đấy, để đấy. Nó nuôi lâu nó không lớn. Bây giờ ta thịt, à quên ta bán, ta thịt thế ta bán. Rồi. Yeah. Mình thịt thì xong là lúc mình có tiền là mình mua con khác. Đây anh em quay gần tôi quần nó cắm một chiếc ca. Mua là 29 rồi các anh nhá. Đấy, rồi. Anh em có thể thấy cái giá mua nó bất ngờ không ạ? Winner X bản CBS. Đấy, nó là màn cũng gọi là bản tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà thời điểm em mua là 29 triệu. Nhưng cách đây nói thật sự với anh em là nó cũng kéo dài tới 2 năm rồi. Nhưng mà thôi, giá hợp lý thì cũng bán cho anh em 29 okay, triệu thôi. Ok, cảm ơn anh Tuấn Hoàng. Mua 29 rồi, bán 29 các anh em nhá. Nuôi không lớn thì thịt thôi. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em đang có mặt trên hai bếp. Đang ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên ạ. Hiếu Vũ đang 150S, 150
2018 150 CBS biển tỉnh bao nhiêu? Rẻ anh ơi, con đấy 2018 CBS tầm khoảng hơn 60 anh ạ. LX này bao nhiêu kêu? Bao nhiêu cây? Về cây số 2013 xăng, các anh cũng chỉ báo khoảng giúp em nhé. Anh em à xăng ạ. Xăng 3V anh tính cho em tầm 2 lít 2 đến 2 lít rưỡi anh nhá. Đấy, vâng. Nó là LX. Ai ghét nó có thể 2 lít đổ lại được, chứ còn 3V anh em vẫn phải xác định ở mức trên 2 lít 2. Còn những cái dòng xe như là IE thì anh em phải 2 lít rưỡi đến 2 lít 8. Anh Thiện chế Biến cơ phải 3 lít sấp xỉ trên. Hoàng Kiên mua bán thật, mình mua 30 xe rồi, cảm ơn anh. Chất lượng okay. Thật, giá công khai, chất lượng đảm bảo. Cảm ơn cửa hàng. Ok. Em cảm ơn anh rất chính là nhiều ạ. Đúng là rất là muốn những anh em nào mà còn chưa thật sự tin tưởng có thể đến trực tiếp bên em giao lưu mua bán hoặc trao đổi hoặc nhìn cách bọn em mua bán trực tiếp để thấy nó là thực tế đúng không ạ? Còn sau có gì ủng hộ bên em. Apple SHABS 150cc. Vâng. Đâu ạ? 150cc là bao nhiêu ạ? 150, 150, 200. ABS hay CBS nữa ạ? AB, A thì phải trên 80 anh ạ. C thì tầm dưới 80 là anh lấy được rồi anh nhá. Em có một chiếc 2019 hôm qua em like thì xe nó là xe máy Grande 2020 giá bao nhiêu? Em có một chiếc biển tỉnh. Mình Lê. Nếu mà anh lấy với biển Hà Nội phải tầm 33 đến 35 cơ. Anh lấy được tỉnh thì tầm 30 đổ lại thôi. Cảm ơn anh Minh Lê. Xong rồi, 29 triệu, bán 29 luôn anh em nhá. Nó là một cái gọi là hàng lốp zin sơn zin, thời điểm em mua nó đắt. Đúng nuôi rồi. Trong nhà không lớn nên là em để giá hòa để ra cho anh em mình, để hòa cũng là lỗ rồi. Đấy các anh em nào mà thật sự đam mê Winner X vì mới nó không còn thì mới nghĩ đến chiếc này, còn nếu anh em vẫn tính là Winner X bản V3 đấy ạ, giá mới thì đúng là sẽ khó mua được chiếc này vì nó cũng cao, em đồng ý. Nhưng đấy là thôi, cái câu chuyện là sự thật là kinh doanh mà đúng không anh em. Nhưng bù lại nhá là xe rất đẹp. Đây, ông chịu khó cho con một cái răng mấy cái điểm này để nhấn mạnh cái xe đẹp cho các anh em. Đấy, không tự dưng ngày xưa bọn em bỏ ra 29 triệu để mua đâu các anh. Quan trọng là bọn em ít không đi. Đúng rồi. Mua về để đấy bọn em có đi đâu. Tất cả chờ gì hết anh chị em đến mua thôi. Nhưng bây mà giờ nó phải dành cho đúng những anh em đam mê bản Winner XV2. Với lại là nói thật ra để xe trên tầng nó không trần được bộ mặt nó ra, nên là nhiều anh em muốn mua nhưng mà đây là gọi là không trần được ra, thành ra là nó bị ế, ngồi trong nhà nó bị ế. Còn lấy X xanh ABS còn không anh Hùng Anh? Anh Lê Ngọc Tú, rồi anh khuyên em đúng, anh Lê Ngọc Tú có nói là Winner bán rẻ đi 2 năm rồi vẫn 29, đúng rồi anh ạ, à. Nhưng mà em mua 29 rồi, cũng là thật sự là... Con Liberty màu xanh ấy, ABS 23 triệu em thấy còn không? Còn ạ. Còn anh Hùng đó anh là ơi, bản 2020, anh cứ hỏi luôn, bản ABS màu xanh bóng đúng 2020. Dream đầu dài còn đúng không ạ? Còn anh Hoàng Phát ơi. Thôi anh em nào vừa báo em giảm em bớt 500 nhá. Cũng động viên, cũng gọi là tiếp thu ý kiến của tất cả những khách hàng, rất là mong anh em có thể ủng hộ nhiều hơn nữa. Vâng, có 285 anh em có nhu cầu cứ báo. Đúng là em nuôi giá cao em đồng ý, nhưng nó đẹp, nó chất và nó xứng đáng với thời điểm em mua. Bây giờ cũng chỉ dành cho những anh em thật sự thích. Để chị xin phép chị đọc ok xong mấy, rồi mấy cái comment rất là ok. Chuẩn mình mua một xe bên Hoàng Kiên chị Thoa bán và một chiếc Duy Phong hai bên thì Hoàng Kiên chuyên môn về giá và chất lượng chuẩn. Cảm ơn anh Lam Trường nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Mình mua và giới thiệu bạn bè nhà mình mua vào 26 con các loại từ hồi 2015 mua bán công khai giá nó sướng. Cảm ơn anh Nguyễn Văn okay, Cam rất là nhiều. Cả em cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy là những lời comment thật sự là bọn em ghi nhận đúng không ạ? Cũng là những anh đấy. Em khách hàng đích thực. Đấy là em cũng rất là ghi nhận cảm ơn. Còn những anh em nào mà chưa hài lòng hay là thật sự những có vấn đề gì, các anh em có thể đến trực tiếp bên cửa hàng trao đổi hoặc là xem những cái tác phong bên em mua và bán trực tiếp. Nhất là những thời gian live đều là công khai hết các anh nhá. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Tại vì là nhiều khi là các anh em biết em thôi, chứ còn là bọn em lại không biết các anh. Quan trọng là khách hàng nhớ nhà hàng. Ok anh Lê Ngọc Tú. Vâng anh Đức Huy, chắc em hẹn anh Đức Huy bữa khác nhá. Anh Lê Ngọc Tú 27 là múc. Anh đã bắt đầu nhiệt tình rồi. 285 và 27 1 triệu rưỡi thôi. Lỗ đến vậy thôi chứ lỗ kia là đây mới vào thịt. Còn anh đưa em vào tới xương rồi. Anh Mùi Ngoan có Xsai phiên bản 2019 tem xanh không? Có anh ơi. Đúng rồi. Còn ấy Xsai 19 rất vâng. Xe đỏ vừa nãy là hãng gì? Của Honda, hàng xe côn bản 6 số. Đúng rồi, cái đó là cũng có thể anh chưa tìm hiểu về Winner. Winner anh nhá, bắt đầu từ những năm 2016 Winner ra bản V1. Hot lúc đấy nó lên đỉnh thôi, tại vì nó là tự nhiên nó có một chiếc Honda xe côn mà có 6 số, nó là xe côn rẻ nhất lúc đấy ra, nhưng nó cũng phải ba mấy triệu. Đấy. Nhưng mà cái dở của Winner đó là cái thiết kế của Winner nó này dáng, đúng nó rồi nó bị chê từ V1 về V3. Sau đấy là các bên head của con Winner hay đưa một cái trò đó là mua xong lại trợ giá, trợ những cái đồng hồ này, trợ đăng ký xong rồi tặng cái voucher này voucher nọ. Thế thành đấy, thế là thành ra là khách hàng lại tùy theo những cái giá khi đã trừ hết sản phẩm rồi. Đấy, nên là nó sẽ tụt giá rất sâu, đúng không? Anh Nguyễn Thanh Vương đang hỏi là 10 đến 15 triệu có xe gì?
anh ơi, nếu mà xe ga anh thì chọn đúng rồi. Lit, Vision, Grande đều đi được nha anh nhá. À Blade. Còn nếu mà anh lấy xe số thì Way hoặc ZX đều ok nha anh Thanh Thanh nhá. Vâng. Vâng, anh em cứ giảm. Rồi. Giảm hết cỡ rồi các anh em yên tâm, đều là những giảm hết rồi. Quay cho em xem con 2019 luôn nhé, em mùi ngoan. Anh bảo hoạt. Hiện tại là xe Exide em đang đang dạ. trên tầng 4. Đúng rồi. Thế nên hôm ra là khả năng là nó đang mưa và hai nữa là công an cũng đang hôm nay đang trực. Thế là anh em không bày xuống lòng đường được. Đấy, cũng có những cái nhất định các anh em thông cảm. Chúc các bạn nhân viên sẽ gửi cho anh nhá anh nhá. Rồi. Vâng ạ, tiếp theo một chiếc anh bảo hoạt chào em Dung nhé. Dạ vâng, em chào anh. Vâng, Thiệp đây. Nói hay rất là hay anh Hưởng Huyền. Rồi, em cảm ơn các anh nhá. Và cũng mong các anh có thể chia sẻ comment giúp bọn em. 400 anh em trên bếp màu xanh rồi. Rồi, bếp đỏ chắc là anh em hỏi mấy xe em không phục vụ được nên anh em tụt xuống hẳn luôn. Rồi, anh em bếp đỏ thông cảm nhá. Em sẽ có không anh hỏi xe những cái dòng cũng là phải khất rồi đúng không? Exide rồi Jim. Rồi. Ok các được. Anh em mà em không phục vụ được cái xe khi anh em có hỏi hôm nay thì em hẹn anh em vào buổi mai anh đúng không? Rồi. Rồi, tiếp theo một chiếc Vision màu trắng anh em nhá, màu trắng quá chia. Được cái là nó cũng là những cái phân khúc giá anh em ạ, đánh mạnh về giá đi, hơn 20 một chút này anh em sử dụng những cái mẫu Vision rất là đẹp, màu trắng thời trang, dọn đẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi. Rồi, sạch sẽ ngon lành cành đào nha anh em nhá, biển 12 anh em Lạng Sơn, lợn cây Lạng Sơn, lạnh lạnh này mà làm con lợn quay Lạng Sơn về tụ tập ngồi anh em vui anh em nhở. Rồi, ok, thế thì để anh em hợp lý thôi, 21 triệu nhá, hàng đã dọn dẹp có sơn tỉa nhưng anh em nhớ cho em này cái phần da máy này. Vẫn là zin đúng không ạ? Vâng, 12-21. Rồi, vẫn là đẹp đúng không ạ? Càng khung này không có cái vấn đề gì về sơn những cái vị trí nhũ quan trọng, còn về nhựa là bắt buộc, lên không thể tránh được. 2023 đi. Có một chiếc đèn đẹp quá nhờ em lên anh có thể xem lại cái đường like hôm qua. Tay sách sơn rồi nhá. Biển 12 này, Oppo có thay này, đây những vị trí cố hữu của những cái dòng xe thông dụng luôn anh em ạ. Đó là những cái tay cầm, đó là xước. Đèn 2018 quá mà hôm qua nhân viên bảo bên chị bán hết rồi Ngọc Anh hả anh. Vâng anh em phải nếu mà xem phải báo nhớ báo cọc luôn giúp em phát nhanh nhá. Tại vì là nhiều khi bên em online ấy, không phải là không phải đấy. Một hội trường hiện tại là hơn 300 người xem cộng với lại gần 100 người xem bên kia là gần 500 người xem. Có những anh em kiểu chị chậm một xíu thôi và có những anh em xem lại live. Đấy nó hơi tiếc là cái như thế. Và có những anh em mà có duyên mà lại xem được sau live và gặp được những chiếc xe Opake đúng đời đúng ý thì là tuyệt vời nhất là còn gì nữa đúng không ạ? Đây còn 21 triệu cho một chiếc Vision. Em phải nhấn mạnh là cái dòng Vision này nó rất là hay, là máy nó giống hệt đến thời điểm hiện tại các anh nhá, đều máy 110 hết. Nó chỉ khác nhau những cái công nghệ đơn giản tác phụ bên ngoài thôi. Động cơ đều 110, tức là êm, tăng tốc nhẹ nhàng, không gằn không sóc cho khách hàng đúng không ạ? Chạy ổn định, đó là đặc trưng của phái nữ rồi. Nhẹ nhàng êm ái. Vâng, cảm ơn anh không Đức, mạnh mẽ. Hoàng chị Đức em Trung thì nhá. Là nhẹ nhàng nên là không cần phải đổ cân nặng quá cao. Hoàng Kiên để bán tải xe uy tín, giá cả hợp lý, chất lượng, mọi người ủng hộ Hoàng Kiên. Cảm ơn anh rất là nhiều anh Hoàng vâng, Đức Trung. Cảm ơn tất cả các anh em nhá. Dạ, vâng. 21 triệu thôi, anh em có thể chọn những cái xe đúng không ạ? Từ cái vị trí này không có tà vẹt, vị trí này chưa hề xòe đúng không ạ? Đây, các cái góc cạnh đấy, những cái cách em cũng đã tư vấn rất nhiều lần rồi. Nếu anh em nào mà có cần cụ thể thì có thể đến trực tiếp Nguyễn để xem. Khôi, 21 củ hơi chát. 2017 rồi. Vision nó giữ giá. Mình đúng anh nói đắt cũng 100. Là cũng không thể rồi. Nói là rẻ được, nó là đúng giá anh ạ. Đơn giản là em đã dọn dẹp rồi, anh phải hình dung đã xe đã dọn dẹp. Và thứ hai nữa là Vision nó có một độ giữ giá nhất định, khó có thể mua được Honda rẻ của khách anh hàng. Ạ, nó sẽ giữ giá hơn bình có thường. Những chiếc em mua rẻ nhưng mà nó lại phải đầu tư dọn nhiều đồ nhiều, còn những chiếc này có cái tay sách cái Oppo có nghĩa là xe lúc đầu nó cũng rất là đẹp, các anh công nhận không ạ? Đấy thì phải mua cao lên một chút. Đấy. Với lại là ví dụ như anh em mà so với Piaggio lúc đăng ký xong nó là hơn 70. Ví dụ như con iGet lúc nãy bên em bán ra có 2-3 triệu thôi. Đấy, xe rất là đẹp, nó mất một nửa tiền. Thế nhưng mà riêng cái dòng Honda anh em đi Honda thì là kể cả cùng... xe Way, SH, tất cả những cái dòng xe Honda hầu như không bị mất giá, giữ giá. Trừ một vài xe nó bị lỗi dáng mọi người nhá. Rồi. Ví dụ như là Winner và những chiếc Way Black đúng không? Đúng rồi. Đấy, đấy là những cái chiếc xe mà bị lỗi chính dáng xác. Thì là nó sẽ bị mất giá theo lỗi dáng. Còn những cái form dáng như kiểu là Vision, xe Lit, xe Way Alpha 100-110 thì nó không bị lỗi dáng thì giá nó vẫn bị cân đối gọi là giảm không đáng kể mọi người nhá. Ok, anh Phạm Khánh có hỏi đường nước và điện đóm của SH nhập cà phê, em kiểm tra rồi anh nhá. Vâng anh ơi, lúc ấy em có soi cả về bên bường nước rồi đấy anh ạ. Em anh có thể kiểm tra lại giúp Trần em Ngọc cho cụ thể. Em rất là nhiều SH ý đấy. Nhưng màu SH trắng ý có, màu là cái đường nước chính xác. Nâu có, màu trắng, màu nâu, màu đỏ, màu rồi sữa, rất sữa. Nhiều SH nhập cà phê bên này, đợt này nhà em nhập thôi, không phải hẳn là cà phê, tất cả SH nhập đều rất nhiều để phục vụ rất anh em. Rất là nhiều.
Rồi chờ em một xíu. Ngọc Bảo bảo Dung ơi, con future 1 đời 2004 sinh nhan trắng, không tầm giá 30 triệu quay về không giới thiệu cho mình. Anh Bảo Bảo ơi, Ngọc Bảo Bảo ơi, đấy có con đời 17 triệu 800, cũng 2004 máy mà. Máy zin, sơn zin. Đồ nó đồ nhũ mát thì được, nhưng mà cái sơn của nó hơi xuống cấp một xíu. Không phải là xuống cấp mà có nghĩa là nó hơi xước xát so với bình thường đấy. Anh Ngọc Bảo Bảo chút nó xem lại cái like giúp em hoặc là các bạn nhân viên vâng, gửi cho anh nhá. Có 17 triệu 500 rồi, con đấy em vừa mua của anh em đến đây đổi xe đấy ạ. Có Dream 2004 không? Anh Nguyễn Tuấn. Không còn ạ. Vâng, vâng. Anh Trần Ngọc xem xe. Anh Trần Ngọc đang xem SH đúng không? SH hôm qua em có like. Không biết anh hỏi SH nào, hôm qua em lên khá nhiều. Không, SH. Nhập khẩu. Anh à, nhập khẩu. Nãy em vừa like lúc đầu đấy anh. Một con 75 triệu nhập khẩu đời 2008, đăng ký 2009. Sơn zin, máy zin. Nó có một chút nhũ nhũ này đó, nó bị bắn tỉa thì nói rồi nó không tránh được. Nhưng mà em cam kết với anh em là sơn zin, máy zin. Con đấy 75 triệu nha anh Trần Ngọc nhá. Chút anh báo nhân viên gửi hình ảnh cho anh giúp em với nha, em vừa like xong ạ. 2022. Chiếc này là đời 2022, một chiếc bắt đầu đã lên được. Anh Phan Bình, mình ra mua xe mấy lần rồi mà không gặp được em Thiệp và em Dung. Thế à? Anh Sang Thiệp anh, ở đây liên tục anh ạ, có em vắng mặt thôi. Sang hôm em nghỉ mất đúng không ạ? Ok, có anh quen hôm nào Phan anh Sang tiền dưới 10 triệu không em ơi, anh Dũng Lượng. Mẫu mới nhá, mẫu mới có cái nhạc mạ này anh em nhìn này. Đấy, đây là mẫu mới, đây anh em nhìn này. Đây là Sang kiểu dáng mới nhất hiện tại rồi. Đó là 2022. Trên cái tem nó sẽ ghi là cái chữ cộng đằng sau cùng, nó khác một chút đúng không ạ? Bưởng máy to hơn, máy êm hơn, giảm thiểu được cái nhược điểm máy nó hơi rung gần một chút ở cái giải 40 km/h. Chắc hơn, con này nó nói chắc hơn. Đấy. Rồi, cốp thì vẫn là thế đúng không? 37 lít đựng cốp, anh em thoải mái, chị em thoải mái dùng cốp không có gì phải lo. Hai khóa đầy đủ. Lòng lâu rất là đẹp. Tem gáy nó ở trong này, sản xuất ở cuối 2022, đăng ký ở tháng 2021, đăng ký tháng 1/2022 các anh nhá. Em còn một con hình như SH Thiệp 150 mấy triệu đấy ạ. Rồi, bản đấy là bản hải quan luôn, hàng nó anh có mấy nghìn Trần cây. Anh Trần Học ạ, xe rất hồ sơ cầm tay đấy, vâng. Anh Trần Học. Rồi, chiếc này anh em nhá, để do giá cho anh em mình hợp lý thôi, 38 triệu đúng không ạ, 9.000 cây. Thật sự nói cái tâu hợp lý cũng đồng nghĩa với việc là anh em phải nắm bắt được cái giá Honda. Chắc vẫn cứ câu chuyện là anh em sẽ lại bảo đắt đúng không, lại cao, đồng ý. Nhưng anh em thông cảm, nó vẫn là Honda, em cũng chỉ gọi là cộng trên tinh thần 2 triệu để đưa đò. Rồi. Nên anh em nào thật sự ngắm những Honda và tin dùng những sản phẩm của Honda nó là lướt thì anh em nghiên cứu chốt cho em, nó là những cái dòng xe giữ giá nên anh em mua lại. Ưu điểm thì nó là gọi là lành, dễ giữ sử dụng, nhưng nhược điểm do nó giữ giá đúng không, nên anh em mua cũng phải cao thì cố gắng giúp em. Rồi con này biển số biển là 29D2 anh em nhá, 60847. Đấy, xe rất là tươi tỉnh, bản led 2 tầng, nó là màu đỏ đô anh em nhá. Rồi, ui giời, gì đấy. Rồi tiếp theo con kia đi em ơi, con này đi. Rồi, mẫu lớn lại là mẫu của Piaggio. Được cái là nó đã sang một cái kiểu dáng mới. Sau khi lớn truyền thống ra thì nhiều các khách hàng cũng có thể là đúng không ạ, chán rồi, cũng có thể là thấy nó cần phải một kiểu cách mới. Thì bên Piaggio đang hỏi là có Vision biển bản Sport không anh? Có đấy ạ, em có cái chiếc màu trắng vừa rồi đấy ạ, 24 năm đấy ạ. Có biển 36. Quay 100 đẹp không? Anh sang bùi không còn, quay 100 này hiếm hơn 110, rất nhiều. Có khoai phết này, tầm này bây giờ tìm quay 100 mà đẹp đẹp là cũng không dễ đâu. Nhiều khi bọn em có thì là hai chị em gàn hồn gàn của họ ra để giới thiệu, nhưng mà không ai nhận được tốt. Bán hết rồi thì nhiều anh em thích cái dòng này lắm. Rồi. Không sao, nó là cái nghề muốn bán rồi, bắt buộc đúng không ạ? Nó phải thật sự cho những anh em cần và anh em dùng thích cơ. Rồi, ông cho cháu một vòng đi. Prima nhá, nó là mẫu kiểu dáng cải cách tiến bộ của dòng Vespa LX. Sau đấy nó mới lên được cái dòng đèn vuông nữa, gọi là Sprint. Đấy là nó có những cái đặc trưng của dòng LX, đúng không anh em, chị em lưu ý. Được cái dòng này dáng nó sẽ đầy đặn hơn, sang hơn, bắt đầu từ 20, cuối 13 bắt đầu ra. Của một bản máy vẫn là máy 3V tiến bộ rồi. Máy này đứng sau với máy Aigus thôi. Đuôi nó sẽ rất là đẹp, đuôi nó với đuôi Vespa Sprint là giống nhau, nhưng mà đầu thì nó là đèn tròn, hay hiểu nôm na là dành cho chị em phụ nữ là chủ yếu. Còn những cái mẫu đèn vuông thì các anh em nam giới đi vẫn là ok. Rồi, biển 29L Từ Liêm anh em nhé, là 511208 ạ, một chiếc Prima. Đời 2015, tháng 11 của 2015. Thôi giá trên live em để là 24 triệu hôm nay thôi, 24 triệu các anh em nhé. Đấy, những anh em nào muốn lãi nhiều, muốn cân đối tùy theo giá mới để lãi thì chọn Piaggio. Thật sự là so với mới các anh em yên tâm tự tin. Máy là cứ phải tính theo chia đôi hoặc chia ba. Đúng không? Anh em nghe tiếng máy vui. Tính theo đơn vị cấp số nhân và số chia rồi. Ừ. Chứ không phải là tính trừ bao nhiêu so với giá mới nữa, đúng không ạ? Máy 3V mà, máy 3V sẽ chắc và đanh. Anh em chị em sử dụng có thể yên tâm. Nó chỉ đứng sau máy Aigus mới nhất bây giờ thôi. Phan Đãng nhá. Chào anh chị. Cũng đã tiết kiệm răng rồi. Một van hút hai van xả nó cũng là rất là ok rồi, đúng không ạ? Rồi.
Đấy, vẫn là rất là nhiều anh chị em đang xem livestream. Vâng. Đấy. Giá hợp lý nhá, các anh em mình cân đối 24 triệu cho Vespa Prima biển Hà Nội đời cuối 2015. Đấy, kiểu dáng thì đã được anh em xem kỹ rồi. Nó khác cái đèn tròn với Vespa Sprint nhưng nó đầy đặn và đuôi hình nó đẹp hơn Vespa truyền thống. Nhưng cũng nhiều anh em đúng không? Lại chị em lại có thể thích mẫu khác. Anh em đang hỏi con Vision lúc nãy bao nhiêu tiền nhỉ? Con Vision đỏ Sport. Đen ấy. Đỏ đen. À, đỏ trắng ấy. Trắng đen đấy, trắng đỏ là bản Sport này, em like là 245. Vâng, 245 ạ. 24 triệu 500 nha anh nhá. Anh Phan Đăng chào hai chị em chào anh Phan Đăng nhá. Vâng, chào tất cả các anh em. Tiếp tục. Vâng, chào tất cả anh em ạ. Novik VVA khóa Smart Key máy 155. Đấy, anh em nào hỏi anh đời cao à quên, Exciter này Novik, đấy là mày nhầm rồi. Rồi. Vâng, một mẫu chiếc mới nhất của Vespa của Exciter. 155 anh em nhá, 155 bản trắng đỏ đen. Được trang bị khóa Smart Key. Rồi. Trắng đỏ đen đây anh em nhìn xe này mới lắm anh em ạ. Con này có 7.000 cây thôi ạ. Đây anh em nổ một chiếc Exciter 155. Đấy. 7.000 km bản thắng rất đẹp luôn. Đẹp luôn, 2021 chạy được hơn 7.000. Đúng rồi. Anh em từ sơn zin này, anh em nhìn này. Đấy. Ra máy vẫn còn zin, ốc trục vẫn còn zin zin theo xe nhá mọi người nhá. Đấy dùng bản VVA đây, năm sản xuất 2021 đây. Xe vẫn đang nổ ạ. Con này biển 29L547043. Năm sản xuất 2021, chạy được 7.000 km, xe siêu đẹp nha anh em nhá, xe chất lượng đấy ạ. Những chiếc xe này bên em là bán ra nó bao test luôn cho anh em. Từ cái tay sách vẫn còn zin theo xe, chưa phần làm ạ. Sơn này, sơn zin. Đấy, khóa Smart Key nha anh em nhé. Em nổ máy cho anh em. Đây, anh em nhìn này. Đấy, con này cũng thuộc cái hệ gọi là nuôi con lô, không nuôi lâu không lớn đấy mà. Chính xác. Đấy, anh em cũng có thể tùy theo mới nhá. Exciter mới nó 50.05. Đấy, anh em có thể xác định. Bây giờ nó chỉ còn rất đơn giản có 7.000 cây thôi mà có 35.500.000. Anh em có thể thấy cái độ lãi khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Và chưa tính đăng ký nhá. 50.05 đăng ký xong phải 55 triệu. 55 mà anh em bây giờ còn 35, cứ tính dễ dễ thế cho anh em hiểu. 35.500.000 thôi, anh em đã lãi xem 20 triệu so với mới rồi. Xong cái đấy xe chạy có 7.000 cây thì anh em thấy cái độ con Yamaha nó tụt giá đúng không ạ? Nó cũng là xứng đáng. Khác duy nhất đối với dòng Exciter thời điểm hiện tại thì em nhớ bây giờ bắt đầu ra những cái mẫu Exciter có ABS 56 triệu gì đó. Đấy, nó không, thị trường xe cũ thì chưa có. Nhưng mà đây nó cũng vẫn là những cái mẫu mới nhất rồi. Gọi là mẫu Smart Key, máy động cơ 155, rất là ok, dáng cổ tay của Exciter. Vespa 3LX 3VI biển gánh màu đỏ đen, 2015 giờ nhập vào nhận được bao nhiêu? Anh phải gửi cả chi tiết nhá, vì em cũng nhấn mạnh cái dòng của Piaggio anh ạ. Dạ, cái đồ được nó rất là đắt nên cái chi phí anh phải gửi để em tính cái đồ làm trên xe, đúng không ạ? Hai cái nẹp hai bên nó hơn 500.000, anh thấy một cái nẹp viền rất là đắt, đúng không? Cộng với các cái phụ kiện nữa nên là nếu nó còn thì lại giá khác và nó mất thì lại giá khác. Đấy nên là xe mua các anh cố gắng cho em xin ảnh để em kiểm tra cả hình thức ạ. Nó gồm có máy, hình, máy và hình. Anh em tả thì máy em còn chưa kiểm tra được, hình cũng chưa kiểm tra thì anh chỉ thông báo được thông tin xe quan trọng đời thôi ạ. Biển anh chỉ nói là biển gánh thôi, biển Hà Nội hay biển tỉnh ạ. Đấy, nhiều khi là không biết là biển gánh, ví dụ như là 880888 okay. Nó cũng là gánh đúng không ạ? Exciter là 35.500.000 nhá, anh em lưu ý. Exciter vừa rồi là 35.500.000, 7.000 cây. Rồi, lên cho anh em một chiếc Future đỏ. Lâu lắm rồi mới có Future đỏ 1. Bình thường là nhà em nó thường là chỉ có những cái bản Future xanh thôi, nâu thôi. Nay được ra được màu đỏ đúng không? Ngoài những chiếc biển màu đỏ thì ít hơn nhá anh em nhá. Vâng. Nếu mà bình thường thì Future 1 thì là ít hơn màu đỏ. Đấy, bản này cũng là bản sinh nhan trắng đời 2004. Vâng. 9T58044 ạ. Đấy. Máy zin nhá. Hàng máy zin đúng rồi. Rồi anh em xem này, hàng cũng đẹp chất đúng không ạ? Tem mác nó tươi tắn. Đấy. Xoay cả cái máy ông đi một vòng, xoay cả máy cho anh em. Rồi, ngoài máy zin nha anh em nhá. Một chiếc Future đời 2004. Đấy, xe đã được dọn sạch sẽ rồi, Sicana máy cũng còn zin theo xe này. Ra máy cũng vẫn còn zin. Đấy, càng từ càng hộp xích. Đấy, thụt to nha anh em nhá. Vành bánh tam nan vẫn còn zin này. Tam nan nó cũng chỉ cho thời gian. Được cái là cái gì này, quên mất tên. Chân nan. Quên mất tên. Biển đúng đời đúng biển đúng không ạ? Biển. Đấy vẫn còn zin nha anh em nhá. Từ cái nắp sinh nhan nó còn zin. Đấy, xe này bằng bóc ni lông ra này, mới bóc ni lông anh em nhìn này. Vẫn đang nổ, xe nổ êm đấy nhỉ. Đấy, cái này hiện tại là mới bóc ni lông ra anh em nhìn này, mới bóc ni lông trong máy xi đấy. Đấy, bô bê không? Càng từ càng này, càng ra máy vẫn còn zin theo xe. Máy zin anh em nhá, đấy 2004.
Đấy, bán ra với giá là đây là hàng, ông quay lại cái đầu bò cho anh em xem cho cụ thể anh em nhá. Hàng đã dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi. Anh em nào mà có nhu cầu chọn những dòng future đẹp, future chất thì cân đối chọn cho em chiếc này 21 triệu. Rồi hôm vừa rồi máy vẫn đang nổ, đã dọn dẹp xong, anh em nghe tiếng máy không? Rất là ấn tượng cái máy đẹp nhỉ? Hôm nay đầu bò đẹp hết. Rồi máy phê nhỉ. Ưu điểm là zin đẹp chất, nhược điểm thì tất nhiên là hàng nó lâu năm đồ nhũ, như cái chân nan trước chân nan sau nó cũng chỉ nằm ở mức độ bình thường. Còn để mà nói đẹp thật sự, đồ cổ nó phải là mỡ, anh em phải dùng cái từ mỡ vàng nhóng óng. Nhưng để lên cái giá đấy thì thật sự anh em phải xác định, nếu nó là zin mà lại còn đẹp lại còn mỡ nữa thì em sợ là phải 30 vẫn còn tranh nhau. 30 trên 30. Nó có từng mức một anh em nhá. Thôi thì mình mục đích của mình dùng cái xe máy zin chất căng, nhìn nó đều tương đối thì đấy cho em 210 không? Có nhiều đấy anh, em vẫn đang like suốt nuôi 110 mà. Ừ. Rồi. 110 hôm nay em cũng có like một tí, màu xanh tím nhá. Cuối like mới đưa các hàng cổ lên thế này. Rồi. Vẫn là câu chuyện của các cái hàng xe cổ nhá anh em nhá. Đấy, hôm nọ cái này những cái đầu like vào việc thì anh em sẽ có nhiều anh em hỏi và tìm hơn đúng không ạ? Win win win. Vâng. Đấy. Một chiếc win 100. Vâng. Win 100. Đấy, anh em gọi dáng thanh lịch. Con này thì hôm vừa rồi là mua trực tiếp này, con này đã được dọn dẹp đã like rồi, giá rồi. Cũng rất hợp lý phải chăng thôi. Giật dành cho những anh em lười, giá tiền thì hợp lý. Máy thì được, máy thì ngon, nhưng mà đồ đạc thì hôm vừa rồi anh Kiên có like trực tiếp, mua trực tiếp con này đấy ạ. 13 triệu, ừ. Để cho anh em, đấy đúng không ạ, có dọn, có làm, nhưng mà thôi, được cái là nó cũng vuông vắn, vừa máy tầm được, tiền phải chăng cho anh em mình chơi Win 100. Rồi, em nổ máy cho anh em nghe để nghe chiếc Win 100. Máy thì được anh em nhá. Đấy. Giận cái là ngay, bô rồi. Tân hoa, nhưng bây giờ bô gì Win mà bô Win thì bô zin thì gần như anh em xác định không còn. Chiếc này là em mua trực tiếp thôi. Đấy. Mua hôm đấy là 11 triệu rồi. Cộng 2 triệu, 13 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì chọn giúp em. Hàng đã dọn dẹp, gọi là đúng là hàng xe nó vừa tầm tiền cho những anh em, gọi là anh em lười đỡ phải dọn. Anh toàn đô Win này hơi kém, đúng rồi anh ạ, tại vì giá tiền nó chỉ là dành cho anh em có xe để đi lại thôi, chứ nếu anh em muốn lấy xe đẹp tầm 30-40 triệu thì hôm vừa rồi em có con màu đỏ đấy, em bán nó rồi. Anh toàn đô ạ, hôm sau xem giúp em nhá, có xe thì em sẽ đăng bài, em sẽ live stream trực tiếp. Cái là máy nó ok, máy căng chất phù hợp cho những anh em nào đang cần cái một chiếc win. Em phải nhấn mạnh trong những dòng xe cổ các anh em nhé, từ 67 hay là kể cả là cúp, em đánh giá thì trong những dòng xe đấy thì để mà nói đi xa, đi dài, đi thật sự đi thì Win nó vẫn là đứng đầu, chạy đường trường, chạy phượt thoải mái, lai thổ nặng ok hết đấy. Chứ còn chạy những cái dòng xe cổ kia nhiều khi đúng không ạ, DD67 nó lại là kê là kiểu nhiều hơn, chứ còn nếu anh em lấy ra mà giã chiến ấy, đi dài đi xa em sợ là cũng sẽ là vất vả đấy, tại vì nó cũng là những dòng xe lâu năm rồi, mà để mà nói chạy đường trường thì anh em nên cân đối sang mẫu Win giúp em đấy. Côn số ra vào rất là thoải mái luôn, dễ, đúng máy rồi. Ngon, dọn anh, dẹp rồi. Anh hệ thống Mastercard, nhà Hoàng Kiên bán hàng trực tiếp, công khai, giá mua bán có bảo hành, làm cho khách hàng có nhiều cơ hội để lựa chọn, không như kiểu bán hàng truyền thống, không biết là ăn lừa luôn. Thực ra là mỗi người một cách làm việc anh ạ, nếu năm ra là bên em thì cứ làm tốt nhất có thể thôi, cũng phải để lợi cho khách hàng, nhiều khi là anh thấy bên anh Kiên em like trực tiếp đấy, cũng phải mua bán, cũng phải mặc cả đúng không ạ? Rồi. Cũng phải mặc cả anh em từ những người đầu bán, xong bắt đầu mặc cả thì bọn em cộng, tất nhiên là bọn em phải đứng ở cái đấy là gọi bỏ chất xám để mà mua, xong để cũng mà phải có một chút, vâng, cũng phải có đấy. Một chút, nó là kinh doanh đưa đò, các anh em cố gắng cũng phải thông cảm, tạo điều kiện. Bên em đằng sau sếp em hay nói 30-40 người anh, nên là anh em cũng phải thông cảm nhá. Nguyễn Lập bao nhiêu tiền em ơi? 13 triệu anh ạ. 13 triệu. Đấy, nó cũng rất là phù hợp biển đấy. Hà Nội đúng không ạ? Xe cường bình thường thôi anh em ạ, xe này cũng bình thường. Nhược điểm thì là đồ đạc đã dọn rồi, đấy là dọn đối với những cái góc cạnh, những người đang thích đồ mộc, còn những người mà bảo cần một chiếc chạy dài, chạy xa, chạy đẹp cổ điển. Anh hoàn toàn hợp lý, dọn nước phải dọn đúng không ạ? Nó cũng có nghe hay nhất định. 13 triệu nhá. Anh Phượng Vũ đang bảo là anh thì chưa mua xe máy của Hoàng Kiên, nhưng mà thấy nhân viên dẫn cách mua bán xe thấy nhiệt tình. Vâng. Chào hai em nhé, em cảm ơn anh Phượng Vũ rất là nhiều. Ok. Hôm nào mà anh có nhu cầu thì anh có thể qua bên trực tiếp bên em, nếu mà anh đang còn chưa tin tưởng bên em live stream trực tiếp thì anh có thể qua trực tiếp bên địa chỉ 52 phố Trà, cầu Giấy, Hà Nội giúp em nhé. Vâng ạ. Nếu mà anh có nhu cầu mua xe, cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, cũng là đến tầm gần trưa rồi. Đấy, thì anh em có thể comment. Mai thanh toán. Vâng, thực ra là nó là mua bán mà nó anh là... Anh Tuấn Việt, chào em thiệp, chào anh Tuấn Việt nhá.
anh dạ. Lập Nguyễn Lập ra có bớt tí không? Thực ra là giá livestream bọn em gọi là ra lập một chút chút. Đúng rồi, hãy để cho bọn em chủ động. Có, nhưng để cho bọn em chủ động để coi như là để cho các anh đi may mắn, cũng là anh em giao lưu nhau nó thoải mái đúng không ạ? Anh em yên tâm, nó cũng phải có cảm những cái gì đấy nhất định. Cảm ơn anh Hùng Anh. Vâng. À, Hoàng Quyên uy tín mà. Dạ vâng anh Phượng Vũ. Cũng là muộn muộn rồi, cũng là trời mưa. Anh em về làm bát thịt chó. Mới mùng 3 chị Dung có vẻ đam mê món này. Thịt chó là chị Dung không biết ăn. Để em đi pha mắm tôm. Ok nhá. Nếu mà anh em đang xem ủng hộ, hẹn anh em vào buổi sáng mai. Cảm ơn tất cả các anh em đang xem và ủng hộ xe máy Hoàng Kiên em ạ. Vâng, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em có nhu cầu thì cứ qua trực tiếp bên xe máy Hoàng Kiên giúp em nhé. Vâng. Năm 2 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tất cả mọi người ạ.